Trước khi bắt đầu đi vào những nội dung chính của đại hội, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Việt Thắng. Và kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa quý cổ đông, theo luật định thì ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự chúng tôi gồm ông Nguyễn Việt Thắng và tôi, ông Hoàng Hữu Chiến và ông Trần Khương. Tính đến 14 giờ 0 phút ngày 7 tháng 4 năm 2022 thì kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: các cổ đông tham dự hợp lệ, số lượng cổ đông tham gia gồm 1.841 cổ đông, số lượng cổ đông ủy quyền là 713, đại diện cho 615.335.189 cổ phần, chiếm 67,81% số cổ phần có quyền biểu quyết. Và như vậy, tính thời điểm này, căn cứ theo luật định cũng như là điều lệ công ty, thì đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần FPT năm 2022 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách này được lập vào lúc 14 giờ 0 phút ngày 7 tháng 4 năm 2022. Chúc đại hội thành công. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Việt Thắng. Kính thưa các quý cổ đông, năm 2021 là một năm đầy biến động do ảnh hưởng của thiên tai, của dịch bệnh. Trong suốt một năm qua, FPT đã luôn nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai để có thể đạt được những kế hoạch, những mục tiêu đã đề ra, đồng thời nhận được sự tin tưởng, đồng lòng của quý cổ đông. Và ngày hôm nay, ban lãnh đạo FPT sẽ báo cáo với quý cổ đông những kết quả đã đạt được trong năm 2021 vừa qua, những nền tảng mà FPT đã đạt được và đặc biệt là hoạch định chiến lược giai đoạn 2022-2024. Trước khi đi vào phiên làm việc chính thức, xin trân trọng kính mời toàn thể các quý đại biểu, các quý cổ đông đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghiêm! Chào cờ! Chào! Xin chân thành cảm ơn, xin kính mời các quý đại biểu và quý cổ đông ngồi. Kính thưa các quý vị. Nhiệt liệt chào mừng quý cổ đông đến dự đại hội cổ đông FPT 2022. Trước hết tôi xin trân trọng kính mời lên cùng tôi chủ tọa đại hội. Xin mời ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Tiếp theo, tôi xin đề cử bà Đỗ Kim Phượng và bà Phạm Ngọc Anh vào Ban Thư ký Đại hội. Tôi cũng xin đề cử ông Hoàng Hữu Chiến, ông Hoàng Ngọc Bích và ông Trần Phương vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội. Nếu các vị thông qua, xin một tràng vỗ tay.
chương trình đại hội của chúng ta sẽ được chiếu trên màn hình và cũng đã được gửi cho các quý vị. Cảm ơn các quý vị. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Trương Gia Bình. Và ngay sau đây, để bắt đầu cho đại hội hôm nay, xin kính mời các quý đại biểu, các quý cổ đông chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình để cùng theo dõi một đoạn clip ngắn để ghi lại những thành tựu mà FPT đã đạt được trong năm 2021. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chính là những dấu ấn, những thành tựu nổi bật mà FPT đã đạt được trong năm 2021. Thưa quý cổ đông, năm 2021 thực sự là một năm với đầy những khó khăn, những thách thức. Nhưng với nỗ lực cao nhất, FPT vẫn đảm bảo mức tăng trưởng 2 chữ số. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đánh giá tình hình kinh doanh và các hoạt động của FPT trong năm 2021. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trình bày về báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021. Lắng nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đánh giá tình hình kinh doanh và các hoạt động của FPT trong năm 2021. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trình bày về báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021. Lắng nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đánh giá tình hình kinh doanh và các hoạt động của FPT trong năm 2021. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trình bày về báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021. Báo cáo trước quý cổ đông. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông 2022. Trước hết xin phép là Hội đồng Quản trị có một sự đánh giá hoạt động chung của
tập đoàn trong năm 2021. Về doanh thu, chúng ta đạt 35.657 tỷ, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 600.337 tỷ, tăng 20,4%. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn là 5.349 tỷ, tăng 20,9%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông mẹ 4.337 tỷ, tăng 22,6%. Trong điều kiện dịch bệnh, diễn biến của năm 2021 rất là nặng nề, những con số này rất là khích lệ. Xin đại hội cho một tràng vỗ tay vì những con số của 2021 mà FPT đã đạt được. Nói riêng, Hội đồng Quản trị là một thực thể rất quan trọng cho công ty, và trong năm 2021, xin được báo cáo ngắn gọn. Thứ nhất là chúng tôi đã giữ hoạt động đúng với tinh thần minh bạch, chủ động, hiệu quả. Có 07 cuộc họp và 09 nghị quyết, và tất cả các nghị quyết đã được triển khai đầy đủ. Thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và thực thi tốt chiến lược, đạt 103% kế hoạch kinh doanh về doanh thu và 102% về kế hoạch lợi nhuận. Đánh giá về ban điều hành, năm 2021 là năm biến động đặc biệt do diễn biến của bệnh dịch COVID, và đợt dịch bệnh thứ tư là đợt của con COVID Delta đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, đến nền kinh tế, đến sinh hoạt của cả Việt Nam. Tuy nhiên, ban điều hành đã rất khéo léo, nhanh nhẹn điều chỉnh các hoạt động phù hợp với điều kiện mới, đặc biệt khai thác rất mạnh các hoạt động online. Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm và báo cáo thường niên. Triển khai các hoạt động, triển khai các chương trình quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm và chính sách nhân sự cao cấp như luân chuyển 500 cán bộ ở vị trí lãnh đạo, cùng hoàn thiện bộ máy lãnh đạo các cấp. Triển khai các hoạt động đầu tư để mở rộng hệ sinh thái công nghệ và quy mô hoạt động trên toàn cầu như đầu tư chiến lược vào bay.vn hoặc Interact International. Hội đồng Quản trị đã kiểm soát thực thi nghiêm túc giao dịch với các nhân viên của liên quan của ban điều hành, 100% các giao dịch được tuân thủ. Đấy là cái báo cáo vắn tắt của Hội đồng Quản trị về các hoạt động trong năm của Hội đồng Quản trị, cũng như đánh giá hiệu quả và thành tích của của ban điều hành trong năm vừa rồi. Tôi xin phép bước sang về tờ trình ngân sách, thu nhập và thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Như các quý cổ đông đã thấy trên màn hình, thì có một cái cột là ngân sách và thực chi của năm 2021, và cái ngân sách của 2022 là cột cuối cùng. Lương thành viên tham gia điều hành thì ngân sách 10,76 tỷ và đã thực hiện 10,76 tỷ. Ngân sách cũng như vậy, 10,76 tỷ cho năm 2022. Thù lao cho các thành viên không điều hành, ngân sách là 5,75 tỷ và thực hiện là 5,5. Ngân sách cho 2022 đề xuất là 6. Thưởng thành viên tham gia điều hành thì đều tất cả đều giữ các con số là 0,49 ngân sách cũng như là thực chi và ngân sách cho 2022. Vâng, đây là những cái báo cáo tóm tắt nhất của tôi thay mặt Hội đồng Quản trị về năm 2021, cũng như tờ trình ngân sách, thu nhập và thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 và ngân sách Hội đồng Quản trị năm 2022. Vâng, xin cảm ơn ông Bùi Quang Ngọc. Kính thưa quý cổ đông, sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần trình bày của ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, với báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh FPT 2021 và kế hoạch năm 2022. Xin trân trọng kính mời ông.
cuối cùng rồi chẳng biết gọi ai, chẳng biết nhắn ai thì mới nhắn cho sếp của mình, lúc đó là bạn Phát. Thì lúc đó là chỉ trong 15 phút, chưa đầy 15 phút nữa là sếp đã nhắn lại là sếp đã trao đổi được với lại anh Khoa, lo được xe cho hai mẹ con để đi vào viện. Bình oxy vừa cạn là xe cấp cứu vừa đến. Khi đưa đến cổng thì mình lúc đầu mình đã bị mất ý thức rồi. Mà lúc đó SpO2 đo là 66. Coi như là mình, bác sĩ nói là mình đã bước chân vô cửa tử rồi. FPT không phải chỉ cứu mình không mà còn cứu cả mẹ mình nữa. Thì nên là mình nghĩ đó là cái thời điểm mà mình thấy là khoảnh khắc mà mình xúc động nhất, tươi sáng nhất. Vâng, xin kính thưa tất cả các quý cổ động. Có lẽ em và xin chào tất cả các quý vị dự ở khán phòng ngày hôm nay và online. Có lẽ một phút rưỡi vừa rồi thì các anh chị cũng đã cảm nhận được những cái khó khăn mà chúng ta đã vượt qua. Và cũng phải nói rằng là thay mặt cho tập đoàn FPT cũng xin thông báo với các anh chị rằng là với gần 5 vạn cán bộ công nhân viên và đặc biệt là 2 vạn cán bộ công nhân viên ở tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã bảo toàn và không để một ai mất vì Covid. Nếu mà các anh chị đã có những ai mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua thì mình đã rất hiểu, rất là khốc liệt trong năm 2021. Và chúng tôi tin rằng đây là giá trị cốt lõi để tập đoàn FPT phát triển và tăng trưởng. Không có một khó khăn nào có thể giới hạn chúng tôi, có thể cản trở được con đường mà chúng tôi đi. Thì tôi xin báo cáo với các quý vị cổ đông và tất cả các khách mời ngày hôm nay về cái kết quả mà chúng tôi đã đạt được ở trong năm 2021. Có lẽ là Covid đã làm cho FPT mạnh hơn. Và năm ngoái cũng ở khán phòng này chúng tôi có nói về chuyển 10 của FPT. FPT sẽ mạnh hơn, vững vàng hơn sau Covid. Và cái quan trọng hơn nữa là chúng tôi sẵn sàng khai phá tất cả các cơ hội. Trong năm 2021 với dịch bệnh phức tạp như vậy mà chúng tôi đã làm được rất rất nhiều những điều vô cùng lớn về chuyển đổi số ở trong nước với doanh nghiệp, với chính phủ và đặc biệt là cơ hội chuyển đổi số đang trên toàn cầu diễn ra một cách vô cùng sôi động. Tôi xin nói một chút về cái cơ hội mà đang đứng trước cho FPT, đó chính là cơ hội về đầu tư công. Các anh chị cũng nhìn thấy các gói đầu tư công của chính phủ dồn đến sau Covid. Và cái gói đầu tư công sẽ đầu tư rất nhiều vào cái cơ sở hạ tầng, đầu tư rất nhiều vào những cái cơ hội mà để tăng trưởng cho quốc gia. Và lần này thì đầu tư công gắn liền với công nghệ số và gắn liền với chuyển đổi số. Tôi xin lấy một ví dụ. Riêng ở thành phố Cần Thơ đấy, thì ngân sách mà để chi cho đô thị thông minh đã là gần 1.000 tỷ đồng, 978 tỷ. Thì các anh chị thấy rằng đây chỉ là một thành phố trực thuộc Trung ương. Chúng ta có 5 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và chúng ta có 63 tỉnh thành phố khác. Cái cơ hội để làm chuyển đổi số ở chính phủ nó quá lớn đối với FPT. Và ngay giờ phút này khi mà chúng tôi đi các tỉnh để xây dựng hệ thống của FPT, xây dựng hệ thống đào tạo của FPT, thì đây là những cái nền móng mà lực lượng chuyển đổi số của quốc gia. Chúng tôi tin tưởng rằng với lực lượng này có thể cung cấp được ra cho toàn cầu ở trên thế giới. Và các anh chị cũng biết rằng là 54 tỉnh thành thì đã có cái nghị quyết về chuyển đổi số. Và cái cơ hội của FPT nó đã đến. Và trong năm vừa qua chúng tôi đã gặp gỡ và ký kết với hơn 40 tỉnh thành. Và cái điều quan trọng nhất là các tỉnh thành, có rất nhiều tỉnh thành đã giao cho chúng tôi hơn 20% cái ngân sách, chi ngân sách của họ cho công nghệ thông tin, cho chuyển đổi số. Thì chúng tôi nói lại một lần nữa rằng đối với cơ hội, đối với khối chính phủ, chúng tôi đã nắm chắc cái cơ hội đấy ở trong tay. Thế thì còn cái câu chuyện là doanh nghiệp thì sao? Đối với doanh nghiệp thì sao? Thế thì tôi xin chia sẻ với các anh chị rằng là các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cả hai nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đều đang sẵn sàng chi cho chuyển đổi số vì họ thấy rằng đây là cơ hội ngàn năm họ có một. Và trong năm vừa rồi thì chúng tôi đã gặp, tôi nghĩ rằng là anh Trương Gia Bình cùng với ban điều hành của chúng tôi cũng đã gặp gỡ hàng trăm cuộc họp với các tập đoàn lớn như Masan, như Sovico,
như đất xanh. Và có vô vàn những tập đoàn trong nước và ngoài nước. Thì tôi chỉ kể một câu chuyện thôi của Cô Tích Công, một công ty làm về xây dựng. Thì Cô Tích Công là một trong ba nhà thầu lớn nhất về xây dựng ở tại Việt Nam. Và khi họ giao cho dự án cho FPT ấy, họ không tin rằng chúng tôi làm được. Nó cũng giống như cái đây một năm, khi mà các anh chị ngồi ở đây vẫn đặt dấu hỏi rằng FPT có chữa được sàn HOSE hay không. Thì đúng 100 ngày chúng tôi đã chữa, chúng tôi đã giải quyết vấn đề sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Thế thì câu chuyện với Cô Tích Công cũng như vậy. Họ giao cho FPT với một điều kiện là các anh phải làm cho tôi trong vòng 100 ngày, cũng giống như của HOSE. Và lần đầu tiên FPT đã chinh phục một khách hàng chuyển đổi số về hệ thống ERP của mình trong vòng 100 ngày. Và cái quan trọng nhất rằng FPT ở Việt Nam hiện nay, và tôi nghĩ rằng ở tất cả độ thế giới, khu vực chúng tôi, đặc biệt ở Việt Nam, chúng tôi là công ty duy nhất có cái năng lực để đáp ứng cái việc đó. Cái năng lực đấy nó đến không phải là từ cán bộ công nhân viên, không chỉ từ đội ngũ công nghệ của FPT, mà chúng tôi thực sự là đã hoàn thiện được cái bộ giải pháp về chuyển đổi số cho ngành bất động sản nói đáp ứng cái việc đó. Cái năng lực đấy nó đến không phải là từ cán bộ công nhân viên, về chuyển đổi số cho ngành bất động sản nói riêng và một số ngành nghề khác nói chung. Và tôi muốn nói đến thị trường nước ngoài. Thì trong suốt năm 2021, chúng tôi đã đi từ khâu tư vấn đến ký hợp đồng và triển khai vận hành của một khách hàng lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ rằng là một cái đồng tiền bỏ ra tư vấn thì chúng ta sẽ cần 10 đồng để chúng ta phát triển, và chúng ta sẽ cầm 100 đồng để vận hành. Cho nên rằng chúng tôi tự hào rằng chúng tôi có thể làm full cái cycle đấy đối với khách hàng. Và chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh với những đối thủ đến từ Ấn Độ, đến từ Trung Quốc, đến từ Mỹ. Và cũng kính thưa với quý vị cổ đông rằng đối thủ của chúng tôi không phải là những nước chậm phát triển, mà là những nước phát triển vô cùng mạnh, những tập đoàn lớn như Accenture, như TCS. Và chúng tôi cũng đang vượt qua họ với một số cái dự án để thắng thầu ở tại thị trường nước ngoài. Và chúng tôi mang được cái, kết hợp được cái phương pháp luận của mình để xây dựng ra những cái core competency, những cái lợi thế cạnh tranh, những cái lợi thế cốt lõi của mình để cạnh tranh. Một việc nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay rằng trong năm vừa qua thì lần đầu tiên chúng tôi đã đưa được cái hệ thống gọi là Customer Data Platform CDP ngay ở trong nhà FPT và phục vụ, mang cái CDP đấy phục vụ khách hàng của FPT ở toàn cầu và ở trong nước. Và có lẽ sắp tới đây các anh chị sẽ nhìn thấy một cái hệ dữ liệu hàng trăm triệu, trước mắt là 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu khách hàng được kết nối. Và đặc biệt là những khách hàng này không chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn cầu, dùng chung hệ thống cơ sở dữ liệu, dùng chung hệ thống loyalty. Thì chúng tôi sẽ tin tưởng rằng triển khai được hệ thống CDP thì chúng sẽ hiểu hơn cái nhu cầu và hành vi của khách hàng trên toàn cầu nói chung và đặc biệt ở Việt Nam nói riêng. Và trong năm vừa qua thì đối với các cái mô hình về công nghệ, về truyền thông của Viễn thông, các anh chị cũng thấy chúng tôi nắm giữ rất nhiều các cái bản quyền về truyền hình. Chúng tôi nắm giữ rất nhiều các cái bản quyền về nội dung, thể thao và phim và giải trí. Khi chúng tôi đi tỉnh thì cũng rất tự hào rằng có người nói với tôi là nếu mà chúng ai mà muốn xem đá bóng ấy mà vỗ tay bàn thắng vào trước hàng xóm 30 giây thì đăng ký truyền hình của FPT. Bởi vì một bàn thắng ghi vào thì 30 giây sau thì ông hàng xóm mới vỗ tay. Cái điều đấy nói rằng với công nghệ, với bản quyền, nó đã giúp chúng tôi tạo ra một sự khác biệt trong cái lĩnh vực về công nghệ thông tin và cái công nghệ về viễn thông. Và sắp tới đây thì có rất nhiều các bản quyền khác chúng tôi sẽ công bố ở trong thời gian tới. Và tôi tin tưởng rằng với những gì mà chúng tôi đã làm trong năm 2021, những cái tiền đề và đặc biệt những cái cơ hội đang mở ra cho năm 2022, thì chúng tôi sẽ tạo ra một cái sự bứt phá về tăng trưởng. Đây là một cái tăng trưởng, tôi tin rằng đây là một tăng trưởng dài hạn, chứ không phải là một tăng trưởng trong vòng một vài năm. Bởi vì những cái gì chúng tôi đang làm ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng 1-2 năm nữa nó sẽ rất khác biệt và nó sẽ đem đến cho các quý vị và đặc biệt đem đến các cổ đông những cái giá trị mới mà FPT mang lại bằng sức trẻ, bằng sự sáng tạo, bằng cái công nghệ mới nhất. Và năm 2022 thì chúng tôi sẽ trình đại cổ đông mục tiêu tăng trưởng về
doanh thu, 19% về doanh thu và 20,2% về lợi nhuận. Và một lần nữa, tôi cũng xin chia sẻ với các quý vị cổ đông rằng FPT đang đứng trước một cái cơ hội rất là rộng và thực sự là chúng tôi đã có đủ năng lực và sẵn sàng khai phá, mở rộng để tăng trưởng. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ từ Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa. Và chúng tôi tin tưởng rằng với sự sáng tạo, quyết liệt, cam kết cao nhất từ ban lãnh đạo, FPT sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu ấn tượng và hoàn thành được những mục tiêu, những nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp sau đây, xin kính mời ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, trình bày về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 và đề xuất thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính chào quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu. Tôi xin thay mặt Chủ tịch đoàn đọc một số tờ trình, kính trình xin ý kiến của đại hội. Thứ nhất là tờ trình về báo cáo kiểm toán năm 2021. Như quý vị nhìn thấy trên màn hình, thì doanh thu năm 2021 là 35.657 tỷ, lợi nhuận trước thuế 6.337 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 5.349 tỷ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 4.337 tỷ. Trích quỹ khen thưởng tại cấp công ty con, chúng tôi không trích tại công ty mẹ, thì là 397 tỷ và lợi nhuận cổ đông là 3.940 tỷ. Chỉ chi tiết trong báo cáo tài chính trong tài liệu đã gửi tới quý cổ đông. Tiếp theo là tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021. Đối với cổ tức bằng tiền mặt, chúng tôi kính trình cổ đông phê duyệt mức trả cổ tức tiền mặt cả năm là 20%. Chúng ta đã tạm ứng 10% vào quý 3 năm ngoái, thì còn lại 10% sẽ chi trả sau khi được đại hội thông qua. Tiếp theo là phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu. Công ty trình cổ đông phê duyệt phương án trả cổ tức cổ phiếu 20%, tức là 5 cổ phiếu thì được thêm một cổ phiếu mới. Và thời gian chi trả dự kiến trong quý 2 năm 2022, cả cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu sẽ cùng một ngày chốt danh sách. Tiếp theo thì tôi đọc tờ trình về chính sách chi trả cổ tức tiền mặt năm 2022. Công ty trình cổ đông tiếp tục là duy trì một chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt tương đối ổn định, với tỷ lệ chi trả cổ tức là 20%, tức là 2.000 đồng trên một cổ phiếu. Và cuối cùng là tờ trình về sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh. Việc sửa đổi này thì không lớn và thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán sau khi mà Ủy ban chứng khoán có rà soát điều lệ và ngành nghề đăng ký kinh doanh của các công ty niêm yết. Thế thì có một cái nội dung, tức là khi công ty đăng ký những cái mã ngành rất là lớn thì có thể có conflict trong chuyện là có một số ngành nghề trong những ngành nghề con, trong những ngành nghề lớn này hạn chế các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh. Và do vậy thì công ty trình là có 4 cái mã ngành như trên tài liệu. Và nội dung sửa đổi sẽ là bổ sung một cái câu nguyên tắc, tức là công ty sẽ không kinh doanh những ngành nghề hạn chế các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh. Tôi xin hết 4 tờ trình và chi tiết các nội dung các tờ trình có trong tài liệu gửi quý cổ đông ạ. Và kính trình đại hội xem xét phê duyệt. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Phương. Kính thưa quý cổ đông, tiếp theo xin mời ông Nguyễn Việt Thắng, trưởng ban kiểm soát sẽ báo cáo đại hội về các nội dung báo cáo của ban kiểm soát năm 2021. Ngân sách hoạt động và thù lao của ban kiểm soát năm 2022, đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý cổ đông, tôi xin thay mặt ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và cái kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2022. Về nội dung chi tiết của báo cáo,
thì đã được gửi đến quý cổ đông ở trên hồ sơ đại hội. Cho nên tại đây tôi chỉ xin báo cáo vắn tắt một vài cái nội dung chính. Thứ nhất là ban kiểm soát của chúng tôi gồm có 3 thành viên. Chúng tôi trong năm đã tổ chức được 4 phiên họp để thực hiện các cái quyền giám sát theo luật định. Về giám sát cái tính thực thi điều lệ công ty cũng như là các nghị quyết thường niên năm 2021 mà chúng ta đã thông qua, phối hợp với công ty kiểm toán độc lập để giám sát tính minh bạch trong hoạt động tài chính của công ty, và cuối cùng là giám sát cái tính minh bạch của các thành viên hội đồng quản trị cũng như là ban điều hành trong năm. Ban kiểm soát chúng tôi đã tham gia đánh giá các báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm. Chúng tôi ghi nhận sự cái nỗ lực rất lớn của ban điều hành trong việc tổ chức cái triển khai sản xuất kinh doanh trong năm. Và minh chứng là công ty của chúng ta năm vừa qua đã vượt 19,5% doanh thu cũng như là 20,4% lợi nhuận trước thuế so với năm 2020. Đấy là sự ghi nhận hết sức đáng tự hào, đặc biệt trong năm Covid vừa qua. Ban kiểm soát chúng tôi cũng cử những thành viên tham dự đầy đủ 100% các cuộc họp của hội đồng quản trị, thực hiện cái quyền giám sát cái đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động đúng với nghị quyết của đại hội cổ đông chúng ta đã thông qua, cũng như là đánh giá và kiểm tra cái công nợ quá hạn trong năm. Trong năm 2021 thì ban kiểm soát chúng tôi không ghi nhận những khiếu nại nào từ cổ đông đối với thành viên hội đồng quản trị cũng như ban điều hành, cũng như là chúng tôi cũng chưa ghi nhận bất cứ cái dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng đến cái công tác hoạt động điều hành của các thành viên hội đồng quản trị, ảnh hưởng đến cái quyền lợi cổ đông trong năm 2021. Chúng tôi đã phối hợp cách là chủ động với ban điều hành trong những cái công việc phát sinh thường nhật. Về thù lao ban kiểm soát trong năm 2021 thì chúng tôi đã tạm ứng là 1,248 tỷ trong tổng số ngân sách cả năm được duyệt là 1,423 tỷ, và chúng tôi trình đại hội thông qua cái ngân sách thù lao này. Tôi bước sang cái phần báo cáo thứ hai về kế hoạch hoạt động trong năm 2022. Thì chúng tôi cũng trình đại hội một số nội dung chính của năm 2022 như sau. Về giám sát tuân thủ cái thực hiện cái nghị quyết của đại hội cổ đông năm nay chúng ta sẽ chuẩn bị thông qua vào cuối phiên, thì sẽ được đấy làm cái nhiệm vụ chính của ban kiểm soát chúng tôi. Và giám sát việc bầu cử hội đồng quản trị cũng như là ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022-2026. Phối hợp chặt chẽ với cả đơn vị kiểm toán độc lập trong việc xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị và giám sát các cái việc thực thi, cũng như là tăng cường cái sự phối hợp giữa ban kiểm soát và ban giám sát tuân thủ của hội đồng quản trị để đánh giá xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh, cũng như là việc xử lý trong quá trình sau thanh kiểm tra nếu có. Về ngân sách chi phí năm 2022, chúng tôi xin trình đại hội với mức là giữ bằng năm 2021, đó là thù lao thành viên ban kiểm soát là 1,248 tỷ và tổng ngân sách là 1,423 tỷ. Vâng, cuối cùng thì là cũng theo luật định thì ban kiểm soát chúng tôi xin trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 là một trong 4 công ty kiểm toán nằm trong nhóm Big Four, gồm có KPMG, Deloitte, PwC và Ernst & Young. Xin hội phê duyệt. Sức khỏe quý cổ đông, chúc đại hội chúng ta thành công. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Việt Thắng. Kính thưa quý vị, với việc nhanh chóng khai phá các cơ hội, đưa ra những quyết sách, hành động đúng đắn, kiến tạo động cơ tăng trưởng mới, thì trong năm 2021, tập đoàn FPT đã đạt được rất nhiều những kết quả đáng khích lệ. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT sẽ chia sẻ về định hướng phát triển chiến lược của tập đoàn giai đoạn 2022-2024. Xin trân trọng kính mời ông. Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa đã nói về nỗ lực để đạt cái tăng trưởng 2 con số năm vừa qua và quyết tâm để đạt tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Tôi sẽ hướng về một cái nỗ lực đổi mới sáng tạo, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững hơn. Thì có thể nói,
tôi chia sẻ 5 ý. Ý thứ nhất là có thể nói là cái từ chuyển đổi số là một cái từ khóa nóng nhất. Người người nói, nhà nhà nói, cả nước nói. Một cái tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam và đang vươn ra thế giới, chúng ta sẽ làm gì để chớp lấy cơ hội đó? Điểm thứ hai là cơ hội đó là cơ hội gì? Thứ nhất, đấy là cơ hội về nền tảng cho các doanh nghiệp giao tiếp. Ai có thể cứu chúng tôi rất tự hào làm cái công việc đó. Chúng tôi đang xây dựng nền tảng về blockchain và cả metaverse. Cá nhân tôi đánh giá cuốn lớn cho thế giới thì tiếp theo sẽ là metaverse và blockchain. Thì hiện nay một công ty Nhật Bản đã nhận để có 3.000 đại lý và có hàng trăm ngàn người đang sử dụng cái 300.000 người đang sử dụng cái nền tảng của chúng tôi. Tiếp theo, trong thời gian đến tay người dùng nhanh nhất, chọn những cái sản phẩm sạch nhất và với những chi phí vận hành thấp nhất và tạo sự thuận lợi nhất cho người tiêu dùng. Về học thì trong thời gian COVID chúng tôi đã đưa ra những nền tảng học tập ứng dụng trên những công nghệ giáo dục và công nghệ số hiện đại nhất, đảm bảo học có hiệu quả. Vừa rồi Bộ Giáo dục và Đào tạo rất ngạc nhiên khi mà ý kiến của sinh viên Đại học FPT rất tích cực và không thấy phàn nàn như ở các đơn vị khác. Khi mà những gia đình đã về quê thì chúng tôi cũng đang khởi tạo những cái phương thức để giải quyết công ăn việc làm đúng nhất, tốt nhất cho người lao động. Và chúng tôi đang đưa ra những cái phương pháp luận mới. Nếu mà về chăm sóc sức khỏe, chúng ta đến bệnh viện chỉ có thể có dữ liệu ở cái thời điểm đi khám. Thì chúng tôi với tư tưởng của cái chuyển đổi số là phải có cái sức khỏe gọi là IoT, đầy đủ theo dõi sức khỏe 24/7 và có thể đưa ra những cái dự báo tương lai để chăm sóc sức khỏe. Và tôi tin rằng là cái cách chăm sóc sức khỏe là tốt nhất. Và đây sẽ là hướng đến hàng, ở trong nước là đến hàng chục triệu con người và tương lai nó có thể mở ra trên thế giới. Cái điểm tiếp theo, điểm số 4 ấy, là nói về sự vươn lên đẳng cấp. Vừa rồi, anh Khoa cũng đã nói đến Contech Công.
Tôi phải nói rằng là chúng ta có thể nâng tầm mà chúng tôi đưa ra cái khẩu hiệu, nếu mà trước kia hiện đại nhất là just in time, tức là sản xuất không kho, thì bây giờ chúng tôi là just in second, tức là tính mà bằng giá thời giây. Và những cái công thức như vậy đó là chúng ta có thể triển khai cho tất cả các đơn vị sản xuất trên toàn cầu và bắt đầu từ Việt Nam. Nói nữa là đẳng cấp là gì? Đẳng cấp là những cái hợp đồng mà lớn, thì hiện nay chúng tôi có khoảng vài hợp đồng lớn trên 100 triệu đô la Mỹ. Vừa rồi chúng ta đã nói đến Coke Automotive, chúng ta nói đến Petronas, chúng ta nói đến Coca-Cola, chúng ta nói đến EWE là cái cơ quan điện lực của Đức. Với khẩu hiệu là người Ấn Độ làm được thì người Việt Nam sẽ làm được, như chúng tôi đã ước mơ ngày xưa, Việt Nam cũng sẽ vươn cái mở rộng cái bờ cõi của trí tuệ của đất nước. Và cái điểm cuối cùng mà tôi muốn nói đó là định hướng chúng tôi đã nhìn thấy rõ, nhưng mà cái thực hiện lại còn phải rõ hơn nhiều. Cho nên là lãnh đạo các công ty thành viên, lãnh đạo của tập đoàn là chỉ đạo những cái đề án mà chúng tôi gọi là 10 nhất hàng tuần. Còn cán bộ công nghệ, cán bộ kinh doanh của chúng tôi thì chiến đấu hàng giờ, hàng ngày. Và bước vào năm 2022, chúng tôi đã bắt đầu một cách quyết liệt những cái mà tôi vừa kể. Tôi hy vọng rằng là FPT, đã, thời điểm của FPT đang đến, đã đến và sẽ đến tiếp. Với cái tiềm lực công nghệ, với quyết tâm công nghệ, với cái nhìn về tương lai, thì tập đoàn FPT sẽ tăng trưởng bền vững, nhanh và bền vững. Xin cảm ơn sự chú ý của các quý vị. Tiềm lực công nghệ, với quyết tâm công nghệ, với cái nhìn về tương lai, thì tập đoàn FPT sẽ tăng trưởng bền vững, nhanh và bền vững. Xin cảm ơn sự chú ý của các quý vị. Chúng ta sẽ bầu lại thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị sẽ cùng hướng lên màn hình để theo dõi đề cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm tới đây. Xin mời quý vị. Ông Trương Gia Bình, 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và sáng lập FPT. Ông là linh hồn, là người tập hợp lực lượng và là một chiến lược gia đưa ra những định hướng quan trọng giúp FPT phát triển và đạt được vị thế như hiện nay. Với tầm nhìn của nhà lãnh đạo tiên phong, ông không ngừng khai thác những ý tưởng sáng tạo, bắt nhịp xu hướng công nghệ hiện đại, dẫn dắt FPT vững vàng tăng trưởng trong bối cảnh đại dịch đầy khó khăn. Ông Bùi Quang Ngọc, 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và là một nhà quản trị xuất sắc. Ông luôn tiên phong trong việc hiện đại hóa hệ thống quản trị FPT, đảm bảo mọi hoạt động của tập đoàn hiệu quả, chuẩn xác theo đúng quy chuẩn chất lượng quốc tế. Ông Đỗ Cao Bảo là chuyên gia công nghệ thông tin uy tín hàng đầu ở Việt Nam với 33 năm thâm niên. Ông tham gia kiến tạo và quản trị nhiều dự án công nghệ thông tin mang tầm quốc gia và có những đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển của FPT. Trong giai đoạn từ 1994 đến 2015, ông đã đưa FPT trở thành công ty dẫn đầu thị trường tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm tại Việt Nam. Đồng thời, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng, ông giữ vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược nhân sự và luân chuyển lãnh đạo cấp cao, đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận của FPT. Ông Jean-Charles Bellion, ông là người có gần 30 năm kinh nghiệm về tài chính doanh nghiệp, tài chính chuyên ngành và tài chính dự án tại Việt Nam, Pháp và Nhật Bản.
Ông đã đóng góp ý kiến tích cực cho các chính sách tài chính và các chương trình trọng điểm FPT hàng năm. Ông từng đại diện cho nhiều quỹ đầu tư có tên tuổi lớn trong giới tài chính và luôn hướng tới các giá trị cao nhất về quản trị công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông. Ông Hiroshi Yokosuka, gần 50 năm cống hiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông đã thực hiện cuộc cải cách toàn diện về công nghệ thông tin cho Tokyo Marine và Nichido Fire Insurance nói riêng và ngành bảo hiểm nói chung bằng dự án tái cấu trúc quy mô lớn giai đoạn năm 2004-2009. Đây có thể coi là thành công bước ngoặt về chuyển đổi số cho ngành bảo hiểm tại Nhật Bản. Từng là chủ tịch của Hiệp hội Công nghệ Thông tin Nhật Bản và là thành viên của một số ủy ban về chính sách công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước, ông luôn đi đầu trong việc cải cách ngành và luôn nỗ lực tham gia cố vấn cho chính phủ về các chính sách nhằm đóng góp cho sự thịnh vượng của ngành công nghệ thông tin Nhật Bản. Hiện nay, ông vẫn đang tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ trong lĩnh vực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Nhật Bản với vai trò là chủ tịch của CFIL, một tổ chức phi lợi nhuận về thúc đẩy đổi mới sáng tạo có liên quan tới Liên đoàn Doanh thương Nhật Bản, Keidanren. Ông Hampapa Rangador Binod, 36 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin, ông là người gia nhập Infosys từ thời kỳ đầu, công ty công nghệ thông tin Ấn Độ đứng thứ tư thế giới theo Brand Finance, với gần 28 năm cống hiến trong nhiều vai trò quan trọng. Ông chính là người đảm bảo vận hành các chi nhánh của Infosys tại Ấn Độ và nước ngoài. Bằng việc phát triển mô hình các trung tâm giáo dục toàn cầu đẳng cấp thế giới, công ty công nghệ thông tin Ấn Độ đứng thứ tư thế giới theo Brand Finance, với gần 28 năm cống hiến trong nhiều vai trò quan trọng. Ông chính là người đảm bảo vận hành các chi nhánh của Infosys tại Ấn Độ và nước ngoài. Bằng việc phát triển mô hình các trung tâm giáo dục toàn cầu đẳng cấp thế giới, công ty công nghệ thông tin Ấn Độ đứng thứ tư thế giới theo Brand Finance, với gần 28 năm cống hiến trong nhiều vai trò quan trọng. Ông chính là người đảm bảo vận hành các chi nhánh của Infosys tại Ấn Độ và nước ngoài. Bằng việc phát triển mô hình các trung tâm giáo dục toàn cầu đẳng cấp thế giới, năm trong lĩnh vực tài chính kinh doanh, ông là thành viên ban kiểm soát của FPT từ năm 2008. Ông Nguyễn Khải Hoàn, 28 năm trong lĩnh vực tài chính, ông là thành viên ban kiểm soát của FPT từ năm 2007 và là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và hoạt động kiểm soát. Bà Dương Thủy Dương, làm việc trong lĩnh vực đầu tư 7 năm từ ngay sau khi tốt nghiệp. Bà là một tài năng trẻ với nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, có nhiều đóng góp và hỗ trợ. Đắc lực cho công tác quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Vâng, kính thưa các quý đại biểu, kính thưa các quý cổ đông. Như vậy là chúng ta đã được lắng nghe trình bày về các nội dung chính. Và sau đây thì chúng tôi cũng rất muốn được lắng nghe những quan tâm, những chia sẻ từ phía chính các quý cổ đông xung quanh nội dung biểu quyết để có thể... để gửi câu hỏi đến chủ tọa. Cách thứ nhất, nhập câu hỏi và nhấn gửi tại mục đặt câu hỏi trong khung chat. Ban thư ký sẽ tổng hợp câu hỏi, chuyển cho chủ tịch đoàn để giải đáp cho quý cổ đông. Cách thứ hai, nhấn vào biểu tượng bàn tay để chúng tôi biết quý vị đang muốn trao đổi trực tiếp. Ban tổ chức sẽ kết nối với quý vị và tiến hành mở mic và camera để quý vị có thể hỏi đáp trực tiếp với đoàn chủ tịch. Và ngay sau đây xin kính mời chủ tọa Trương Gia Bình sẽ điều hành phần thảo luận đầu tiên này. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin câu hỏi đầu tiên ạ. Xin mời bạn. Các bạn
quản trị. Và thì cái này chúng tôi cũng phải nói rằng là tôi đại diện của quỹ World Haven, thì chúng tôi có các nhà đầu tư của bên châu Âu hay là Mỹ. Cái yếu tố cân bằng giới, bình đẳng giới là một trong những điều mà chúng tôi rất là muốn. Và chúng tôi thấy rằng là FPT sau khi mà nghe được ý kiến của cổ đông năm ngoái, năm nay đã lập tức có một bước tiến triển rất đúng hướng. Và chúng tôi đánh giá rất là cao cái tinh thần cầu thị và cái bản thân cái việc này thể hiện rằng là FPT nghe, lắng nghe nhà đầu tư, và đồng thời cũng thể hiện một cái hướng rằng là nó phù hợp với cả cái xu thế của thời đại. Khi mà cả thế giới người ta đều làm ăn theo cái hướng như này thì mình đi theo cái hướng đấy cũng là một cái điều. Đánh giá được rủi ro của công ty tốt hơn, ví dụ như là thể hiện trong cái báo cáo về phần phải thu, thì những cái khoản phải thu lớn nhất là như nào, bởi vì trong cái năm 2020-2021 thì điều mà nhà đầu tư đầu tiên nghĩ đến là việc khách hàng liệu có phá sản hay không. Thì chúng tôi đã thấy rằng là công ty đã thể hiện cái thông tin rằng là những khách hàng mà có chiếm hơn 2% khoản phải thu của công ty, thì công ty đã công bố cái thông tin này. Thì chúng tôi đánh giá đây là những cái hướng đi rất là tốt của FPT trong việc là đáp ứng những nhu cầu thông tin của nhà đầu tư, đồng thời tiến tới việc quản trị minh bạch và bình đẳng giới tốt hơn. Thì chúng tôi rất là hoan nghênh nỗ lực của FPT trong việc này. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn. Thay vì câu hỏi là những lời bình luận mà rất là tích cực, xin cảm ơn quý cổ đông. Xây dựng thêm bao nhiêu điểm? Vâng, thế thì để tôi hình dung ra cái mạng lưới, cái quy mô của trường của chúng ta trên toàn quốc là như thế nào? Vâng. Sáng nay đó, là vừa họp với giáo dục FPT và giao những nhiệm vụ rất nặng nề cho giáo dục phải tăng trưởng rất nhanh. Vâng, Khoa trả lời chi tiết. Để tôi nói nốt câu thứ hai cho các anh trả lời đồng thể. Vâng. Cái câu hỏi thứ hai ấy, thì không thấy nói trong tài liệu. Các vấn đề này là bất động sản thì tôi không thấy nói trong tài liệu, nhưng mà tôi nhớ là cách đây một thời gian thì tôi có đọc báo chí nói về FPT mình, và về công chí đã đặt ra một cái kế hoạch là có 3 cái dự án bất động sản lớn ở Nha Trang, Khánh Hòa rồi đâu đó, và mấy cái dự án bất động sản rất là lớn ở cái vùng đó, thì tôi muốn hỏi nói các đồng chí, cái này sẽ là tập đoàn ta làm hay là công ty ta con nào làm hay là thế nào? Và công chí, tức là vì trong cái tài liệu này không thấy nói nhiều nên công chí có thể trình bày kỹ hơn cho cổ đông nghe hiểu. Vâng, đấy là hai vấn đề, và xin công chí trả lời. Vâng, thì tôi xin trả lời trước cái câu hỏi về hệ thống giáo dục của FPT. Thì hiện nay thì đối với khối tổng số lượng mà học sinh sinh viên đang theo học của khối giáo dục FPT là đang học là hơn 100.000 sinh viên học sinh, thì trong đấy thì chúng tôi có 5 phân hiệu đại học FPT ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ. Đây là 5 phân hiệu đang hoạt động. Đối với khối phổ thông cơ sở
thì chúng tôi đang có mặt ở trên tổng cộng là 6 tỉnh thành phố là đang hoạt động. Và trong năm 2022 thì chúng tôi sẽ tiến hành tuyển sinh ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Và hiện nay thì chúng tôi đã làm việc với 40 tỉnh thành phố, và trong đó thì có 26 tỉnh thành phố về cơ bản đã đồng ý cho FPT đến để đầu tư hệ thống trường phổ thông cơ sở chất lượng cao. Thì xin chia sẻ một cách ngắn gọn anh như vậy. Đối với câu số 2 thì chắc là nhờ anh Phương. Vâng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi số 2. Thì trước tiên có thể tôi xin khẳng định, tức là FPT thì sẽ không đầu tư vào mảng kinh doanh thương mại bất động sản. FPT thì các cái hoạt động bất động mua bán đất bất động sản thì đều liên từ các khu campus cho lập trình viên, hay là xây trường cho khối đại học mà hoặc là trường phổ thông. Thế ngoài ra thì lập trình viên cũng chia sẻ với các quý cổ đông là 2 năm vừa rồi thì khi FPT Software là có cái chương trình là nhà cho cán bộ nhân viên, tức là chúng tôi hỗ trợ lãi suất hoặc tìm mua những cái chỗ nhà, thì đấy là nhà cho cán bộ nhân viên, thì thực ra đấy là một cái sức hút rất là tốt đối với lao động, các bạn lập trình viên trẻ từ quê lên thành phố làm việc và được hỗ trợ để có nhà ở chẳng hạn là một cái rất là tốt, giúp cho công ty thu hút được nhân tài. Thì đấy là những cái mục tiêu mà chúng tôi trong đối với lĩnh vực bất động sản, chúng tôi không kinh doanh thương mại, để những cái dự án ở các cái chỗ mà các quý cổ đông có thể đọc được thì có thể nó cũng chưa rõ, thì tôi xin trả lời cụ thể thêm một chút như vậy ạ. Xin cảm ơn ạ. Cái việc trong thời gian Covid ấy, thì phát sinh ra một cái hiện tượng là mà không phải chỉ Việt Nam mà Ấn Độ rồi các nước cũng vậy, tức là người ta khi làm việc ở tại nhà ấy, thì ngoài còn làm việc cho công ty mà họ là nhân viên, họ còn làm 2-3 việc nữa để tăng cái thu nhập của họ và cái tỷ lệ bỏ việc. Ví dụ Ấn Độ là nó lên cao đến từ 25-40%, trong khi đó ở FPT đang xuống dần, từ những năm trước là cũng trên 20, bây giờ xuống 15-17 lệ bỏ việc. Ví dụ Ấn Độ là nó lên cao đến từ 25-40%, trong khi đó ở FPT đang xuống dần, từ những năm trước là cũng trên 20, bây giờ xuống 15-17 lệ bỏ việc. Ví dụ Ấn Độ là nó lên cao đến từ 25-40%, trong khi đó ở FPT đang xuống dần, từ những năm trước là cũng trên 20, bây giờ xuống 15-17. Em đã đầu tư vào FPT cũng đã không biết bao nhiêu năm rồi, và luôn luôn là cổ đông lớn. Và vì vậy nên bọn em có cơ hội để đồng hành cùng FPT, để nghe những cái giấc mơ của FPT qua từng năm. Thì thực sự nói như vậy, nhưng mà khi mà là nhà đầu tư tài chính thì bọn em không được trải nghiệm những cái công nghệ của FPT, chưa bao giờ được thực sự hiểu FPT làm gì, cho đến khi mà FPT làm cái hệ thống mà trading của Jose đó, một cái dự án 100 ngày mà thực sự là không ngờ rằng FPT có thể, thực sự không ngờ FPT có thể giải quyết nhanh đến như vậy. Và không ngờ rằng là hệ thống của FPT vẫn vận hành mượt và vận hành thay cho cả cái hệ thống mà chúng ta đã dùng của nước ngoài. Thì bọn em thấy rằng là ok, giấc mơ Việt Nam và giấc mơ công nghệ của Việt Nam thực sự là nó có khả năng thành hiện thực. 5 năm trước thì anh Bình nói về cloud. Bọn em bắt đầu được nghe về cloud. Từ năm 2019 thì là giấc mơ FPT cá chép hóa rồng về vũ môn đó, nói về chuyển đổi số. Thì bây giờ đúng như anh Bình nói, cloud và chuyển đổi số nó khắp nơi rồi, ai cũng nói. Thì bây giờ em lại được nghe về blockchain và metaverse. Thực sự là em rất hy vọng là 5 năm tới thì ai cũng sẽ nói về blockchain và metaverse, nhưng mà sẽ là nói về blockchain và metaverse của FPT. Và nó không phải là ở tầm Việt Nam, mà nó hy vọng nó sẽ là tầm quốc tế. Vậy nên em xin hỏi anh Bình một chút, tức là nhà cổ đông có thể kỳ vọng được gì từ những cái dự án này ở FPT? FPT đang làm gì? FPT định hướng ở đâu? Và liệu trong 5-10 năm tới, FPT có định vị mình là dẫn đầu với cái mảng này trên toàn thế giới không?
Cảm ơn anh. Vâng, ước mơ của nhà FPT nó cũng lớn theo thời gian. Nếu mà 20 năm trước FPT nghĩ rằng là người Ấn Độ, người Trung Quốc làm được phần mềm cho thế giới thì người Việt Nam làm được. Và sự thật nó đã làm được. Và bây giờ mà ra Ấn Độ, ra Mỹ hay là châu Âu chẳng hạn, đi gặp gỡ mà đánh nhau ấy, thì chỉ còn có Ấn Độ và Việt Nam đánh nhau thôi. Và cái trận triệu và doanh thu năm nay là 75 triệu ấy, thu về đó, là phải nói rằng là đã vượt qua 192 đối tác. Và trong đó thì có IBM, có Tata Consulting Service là những cái tên tuổi danh vọng nhất. Với những cái thành công như vậy thì FPT hiển nhiên là mơ ước mơ khác. Và đúng như bạn hỏi đó, là ở Đại học FPT, bạn Nguyễn Thành Trung, bây giờ bạn ấy là người ảnh số 1 về Play to Earn NFT Games. Một bạn mà đứng đầu cả thế giới. Tại sao FPT không mơ những chuyện như vậy? Tất nhiên FPT sẽ mơ và sẽ làm rất nhiều những chuyện mới. Nhưng mà cái mà Metaverse của FPT đang làm, và đầu tiên là chúng ta phải nói rằng là chúng ta đi song song. Ví dụ Samsung vừa rồi ra mắt thì chúng ta thực ra cũng có platform nhưng mà chúng ta chưa demo. Nhưng mà cái cách mà FPT đang nghĩ đến Metaverse ấy, là một cái Metaverse thực ảo là một. Có những cái Metaverse thuần ảo như là Axie Infinity. Nhưng mà FPT thì thiên về cái thực ảo là một. Vì FPT nghĩ rằng cái thực ảo là một ấy sẽ bền vững hơn nhiều cái Metaverse mà thuần digital. Nói ví dụ như là cái chương trình mà Meduverse, tức là viết tắt của Education và Metaverse ấy, là một cái Vâng. Không biết là em bổ sung nữa. Vì cũng không thể công bố được thông tin nhiều hơn, nhưng tôi cũng xin chia sẻ với các quý vị cổ đông rằng chúng tôi sẽ làm ở blockchain ở tầng giao thức. Tức là bởi vì đây là một cái dự án nghiên cứu và nó khá rất nhiều thời gian, thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái patent này đăng ký với thế giới. Và cái ở cái tầng protocol thì các sản phẩm blockchain của FPT có thể vươn được ra toàn cầu và trở thành các cái giao thức protocol về blockchain để chúng tôi đang làm. Thì do cái khả năng cung cấp thông tin chúng tôi sẽ không cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên là tôi tin rằng là trong cái việc đầu tư cho blockchain trong 3 năm tới thì nó sẽ tạo cho FPT một cái giá trị. Cái vai trò của FPT sẽ đóng vào vai trò về mặt giao thức và tạo cho FPT một cái giá trị bền vững trên góc độ các thị trường trên thế giới. Và khi đó thì các cái giao thức Internet sẽ có những giao thức sử dụng blockchain, và blockchain đấy do người Việt Nam cụ thể. Nhìn trong Metaverse ra thì những công nghệ ví dụ như là game engine hay là phát hành game này nọ thì cũng rất là quan trọng cho Metaverse. Thì không biết mình có thể chia sẻ một chút ý tưởng là trong tương lai đối với Metaverse mình sẽ build cái năng lực lõi của mình như thế nào.
Và câu hỏi số 3 thì cái này có thể hơi sớm một chút, thì không biết là công ty có thể chia sẻ cái số ước tính cho quý 1 rồi hay không ạ? Kết quả quý 1 rồi hay không ạ? Em cảm ơn. Nói trước, đầu tiên nói về game và Metaverse, thì thực ra FPT cũng có những cái đối tác mà liên doanh, thì có rất nhiều cái thành tựu trong lĩnh vực phát hành games. Nhưng mà tôi vừa phát hiện ra đó là ở Việt Nam tất nhiên là tất cả đều là tương đối hết. Tôi nói những con số ở đây, tôi nói bức tranh lớn ở Việt Nam trước. Thì bức tranh lớn ở Việt Nam tôi thấy rất là hấp dẫn. Có thể đấy là một cái hướng đột phá của đất nước. Vì từ ngày mà Nguyễn Hà Đông á, có cái Flappy Bird á, có 7 năm thôi, thì Việt Nam đã lên vị trí số 1 về NFT. Tôi thấy rất là hấp dẫn. Có thể đấy là một cái hướng đột phá của đất nước. Vì từ ngày mà Nguyễn Hà Đông á, có cái Flappy Bird á, có 7 năm thôi, thì Việt Nam đã lên vị trí số 1 về NFT. Tôi thấy rất là hấp dẫn. Có thể đấy là một cái hướng đột phá của đất nước. Vì từ ngày mà Nguyễn Hà Đông á, có cái Flappy Bird á, có 7 năm thôi, thì Việt Nam đã lên vị trí số 1 về NFT. Tôi thấy rất là hấp dẫn. Thì chúng tôi để mà tập trung giúp đẩy nhanh qua quá trình hoàn thiện các cái giải pháp sản phẩm phần mềm trong nước thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mà tiến hành nghiên cứu các cái cơ hội M&A thị trường trong nước trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin. Về kết quả kinh doanh quý 1 thì hiện giờ chưa chốt số, nhưng mà dự kiến thì về mặt doanh thu thì đạt khoảng 9.500 tỷ và tăng trưởng gần 26%. Thế còn về lợi nhuận thì đạt từ 1.700 đến 1.800 tỷ và tăng trưởng khoảng 26-28%. Xin cảm ơn. Tôi vừa Anh Quốc trở về từ London trở về thì mới phát hiện ra một cơ hội M&A mà nó rất là ngắn hạn và nó đúng vào lúc này bây giờ. Tức là ở Anh á, là có 34 công ty làm giống chúng tôi mà từ Ukraine và Russia. Thì cái sự cố in Ukraine á, là những công ty này không thể cung cấp được cho khách hàng các dịch vụ của mình nữa.
thì nó xuất hiện ba cái cơ hội mà chúng tôi đang tập trung chỉ đạo khai thác. Một ấy, là những công ty khách hàng mà đang sử dụng các nguồn lực của Ukraine và Russia thì mình có thể thay thế họ. Bàn thẳng luôn là chúng tôi có thể làm những việc này, đáp ứng ngay công việc để cho họ khỏi bị đình trệ. Và cái thiếu nguồn nhân lực ở tất cả các nước về chuyển đổi số là nó cao vô cùng tận luôn. Không có người luôn. Cho nên mất 100 người, mất 200 người là không cách nào mà đền bù được cả. Chỉ có FPT có thể giúp được. Cái thứ hai đó là những cái nhân viên mà rời khỏi các cái quốc gia này thì cũng là các chuyên gia và nói chung là họ là talent được đánh giá rất cao ở trong cái thị trường của tôi, thì cũng là hy vọng là cầu hiền về để cũng một mặt giúp họ công ăn việc làm, nhưng một mặt khác cũng là giúp công ty có nguồn nhân lực, và cuối cùng là M&A. Ba hướng là đang chỉ đạo quyết liệt. Vâng, xin được cảm ơn các câu hỏi từ quý cổ đông ở trong phần thảo luận đầu tiên này. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Việt Thắng, trưởng ban kiểm soát sẽ quay trở lại sân khấu để trình bày về các nội dung biểu quyết và cách thức biểu quyết. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đại hội, trong theo chương trình thì chúng ta sẽ trong đại hội lần này chúng ta sẽ biểu quyết 6 cái nội dung và có hai cái bầu cử là hội đồng quản trị và ban kiểm soát trong nhiệm kỳ mới. Thì về nội dung biểu quyết thì chúng ta có 6 nội dung như sau. Một là báo cáo hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng triển chiến lược giai đoạn 2022-2024, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và ngân sách thu nhập và thù lao của hội đồng quản trị năm 2022. Mục thứ hai đấy là báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Mục thứ ba là báo cáo ban kiểm soát năm 2021 và ngân sách chi phí hoạt động của ban kiểm soát năm 2022. Mục biểu quyết thứ tư đấy là phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và chính sách chi trả cổ tức năm 2022. Mục biểu quyết thứ năm đấy là lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Mục 6 đấy là sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh. Và có hai nội dung bầu cử, đấy là bầu cử hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 và 2027 gồm 7 thành viên, và nội dung bầu cử thứ hai là ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 3 thành viên. Về chi tiết thì kính mời quý cổ đông xem clip hướng dẫn bầu cử và biểu quyết ở trên chắc là ban tổ chức sẽ trình chiếu ngay sau đây, và xin cảm ơn, chúc cho đại hội chúng ta tiếp tục thành công. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử. Trên màn hình xem trực tuyến, cổ đông nhấn vào nút biểu quyết và bầu cử. Khi thực hiện biểu quyết, cổ đông lựa chọn tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến, sau đó nhấn gửi phiếu biểu quyết. Nếu được ủy quyền để biểu quyết, người được ủy quyền có thể biểu quyết chung cho tất cả các cổ đông hoặc biểu quyết theo nhu cầu của từng cổ đông ủy quyền. Khi thực hiện bầu cử, cổ đông lựa chọn số phiếu bầu cho các ứng cử viên, lựa chọn dồn phiếu hoặc nhập số lượng phiếu tương ứng vào ô, sau đó nhấn gửi phiếu bầu cử. Vâng, và trong lúc toàn thể các quý cổ đông tham gia biểu quyết, chúng ta sẽ cùng trở lại với phiên thảo luận thứ hai, và xin được trân trọng kính mời phiên thảo luận thứ hai và xin được trân trọng kính mời Chủ tịch Trương Gia Bình sẽ điều hành phần thảo luận thứ hai này ạ. Trực tuyến ạ, vâng ạ. Vâng, à vâng. Vâng, và
gia tăng mức tăng trưởng này trong tương lai trung hạn và dài hạn không ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi từ cổ đông Ngô Phương Thảo ạ. Thực ra thì tôi xin nói một chút, cái này có thể quý cổ đông nghe nó hơi khác. Thì một trong những cái cách mà chúng tôi giữ tăng trưởng là chúng tôi đưa cái kỷ luật tăng trưởng vào trong FPT. Và cũng đã chưa bao giờ thì FPT có một cái kỷ luật tăng trưởng hai con số. Và chúng tôi cũng đã chia sẻ rất rõ với các cái trách nhiệm của các cái lãnh đạo ở trong nhà FPT. Nếu mà không đạt được cái độ tăng trưởng thì sẽ rời khỏi vị trí đấy của mình. Trả lời ngắn gọn là trình bày của Tổng Giám đốc và của cá nhân tôi đều là hướng đến tăng trưởng nhanh và bền vững, tức là chúng tôi đều hướng đến tăng trưởng hai con số trong tương lai. Vâng ạ, bây giờ chúng tôi xin phép sẽ được kết nối với câu hỏi trực tuyến tiếp theo. Xin được mời cổ đông Tống Lan Anh ạ. Đang là xu hướng công nghệ lớn trên toàn cầu, thì FPT hiện có kế hoạch gì để phát triển công nghệ mới này trong tương lai và kỳ vọng sẽ mang lại những cái giá trị gì cho cổ đông? Tôi xin hết. Cảm ơn với công ty. Trả lời ngắn gọn là như thế này. Chuyển đổi số là tăng trưởng hàng năm là 70% chứ không phải là 2%. Nhưng mà chúng tôi có rất nhiều các cái dịch vụ khác. Mười nhất này đó, các bạn cứ lấy bất kỳ một cái nhất nào ra xem ấy, thì nó đều vô cùng hoành tráng. Thì tập đoàn FPT là tập đoàn to và rất nhiều cái đề án mà vừa trình bày ấy, thực ra nó là nó bán đủ các loại máy móc công nghệ ngay trong trường đại học Bách Khoa, nhờ các cháu đấy nó làm. Thế là toàn những thanh niên trẻ mà rất là khá là hiểu biết, có kiến thức, có trình độ và nhanh nhạy, mà rồi chúng nó đánh vật một tiếng đồng hồ mới đánh, mới giúp xong bà điền các cái thông tin trên mạng, trên miếng có bạn để hoàn thành và để mang trở lại cho phường. Sau khi hoàn thành xong mới mang lại cho phường, và phường lúc đấy bắt đầu mới tiếp nhận, mới làm cả thứ này nọ. Thế thì tóm lại từ lúc bắt đầu bà đi ra phường và đến lúc bà phải quay về rồi đi nhờ, sau đến lúc nhận được cái giấy đó 3 tiếng đồng hồ. Thế thì cuối cùng là sau cái tôi nghe câu chuyện đó, tôi thấy là bà đúng là thế này thì không hiểu là chuyển đổi số với công nghệ 4.0 những cái gì chúng ta có nói rất nhiều, nhưng tóm lại là rất là thấy phức tạp, khó khăn và tóm lại là không hiệu quả. Thế thì tôi đang đặt trong câu hỏi có phải là những cái phần gọi là cứ tạm gọi là cái công nghệ làm cái đó đi, là có lẽ là không phải FPT, chứ tôi nghĩ là không phải FPT làm cái này, mà có khi là ông Nhật Cường Mobile ngày xưa ông làm cho Hà Nội, cho muốn hỏi là muốn bây giờ là hỏi và đề nghị là đó. Thế thì thực tế nó là như vậy, và nó sẽ có hàng trăm hàng nghìn câu chuyện như thế ở khắp mọi nơi trên cái đất nước Việt Nam này hàng ngày xảy ra ở trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, mọi cái. Thế thì vậy thì vừa là hỏi vừa đề nghị là FPT sẽ làm thế nào để ngay trong nước chúng ta thôi, chưa cần biết quốc tế, là đã giúp cho người dân, giúp cho doanh nghiệp, giúp cho tất cả mọi người là mọi thứ phải nhanh gọn, hiệu quả, năng suất. Chứ không thể nào một cái chuyện nhỏ như con kiến mà cuối cùng từ ngày xưa người ta chỉ viết vào cái giấy 5 phút và đợi 15 phút là có cái giấy, thì bây giờ quá phức tạp như vậy. Thì chúng ta phải cảm thấy là chúng ta có trách nhiệm, có vai trò và phải có đóng góp thế nào để mọi thứ nó đúng nghĩa là tốt hơn, hay hơn, đơn giản hơn, văn minh hơn. Và đây tôi xin hết. Và may quá cái câu chuyện của anh không liên quan đến FPT, không thì xấu hổ quá. Rồi, quan điểm rất đơn giản này.
đấy là quan điểm, nhưng mà chúng ta vướng rất nhiều. Đây là nói vướng trước. Chuyện đơn giản như là giám đốc bệnh viện ông Bưu Thành phố Hồ Chí Minh nói từ ngày mà hợp tác với VPT vất vả gấp đôi, tức là sau khi làm thủ tục điện tử rồi lại phải làm tay một lần nữa, nó khổ lắm. Từ ngày làm VPT hay thì hay thật, tiện thì tiện thật, nhưng mà công sức là gấp đôi. Thì đấy là cái vướng về pháp lý, tức là chúng ta chưa có một cái quyết định rằng là hồ sơ điện tử là tương đương với hồ sơ giấy. Bây giờ FT vừa rồi mới đấu tranh một loạt với Bộ Tài chính để là các hợp đồng thế là chúng tôi đi thăm Estonia thì người ta chỉ cần biết đấy anh là ai, còn lại không phải khai gì hết. Nhà nước cấp cho anh giấy, nào là khai sinh, nào là hôn thú, nào là công ăn việc làm, nhà nước cấp hết. Xong lại bắt, nhà nước lại còn bắt anh trình ra nữa. Mỗi lần đi nó khổ chết luôn. Thì cái dữ liệu ấy là FPT là xây dựng là tập trung, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh ấy. Hay cụ thể gần đây mà khi mà chống Covid, thú nào là công ăn việc làm, nhà nước cấp hết. Xong lại bắt, nhà nước lại còn bắt anh trình ra nữa. Mỗi lần đi nó khổ chết luôn. Thì cái dữ liệu ấy là FPT là xây dựng là tập trung, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh ấy. Hay cụ thể gần đây mà khi mà chống Covid, làm thế nào người dân dùng được. Thì trải nghiệm của FPT là khi mà làm cho Quảng Ninh ấy, thì mình viết cho 4 cấp hành chính tất cả các thủ tục, nhưng người ta dân người ta không dùng, người ta vẫn ra, vì người ta không quen, đổi thói quen. Thì lần này mình rút kinh nghiệm làm với Hà Giang ấy, vừa rồi vừa khởi động cái chương trình với thanh niên, tức là thanh niên là lực lượng xung kích chuyển đổi số, đoàn thanh niên từ xã trở lên, xã của ông tốt tức là dân của ông dùng hết dịch vụ công điện tử đấy, đại khái thế. Thì đang triển khai, còn khó thì gỡ, nhưng mà quan điểm của FPT là rất tiên phong trong vấn đề này. Một click là xong, đại khái idea là như vậy. Vâng, xin phép chủ tọa là ban tổ chức cũng đã có tổng hợp những cái câu hỏi từ các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến và gửi lại ở trên màn hình máy tính bảng. Xin mời chủ tọa có thể đọc những câu hỏi này ạ. Tôi đọc câu hỏi này là Nguyễn Khắc Hiệp. FPT có hệ thống thuốc Long Châu đang rất phát triển và đây sẽ là mạng lưới phân phối thuốc tuyệt vời. Vậy FPT có dự định lấn sân sang ngành dược phẩm thực Phương? Xin mời Phương. Vâng, tôi xin trả lời. Tức là từ năm 2000, cuối năm 2017 thì chúng tôi đã thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu từ đa số xuống thiểu số tại hai đơn vị FPT Retail và Sinex FPT. Hiện giờ chúng tôi sở hữu 48% tại Sinex FPT và gần 47% tại FPT Retail. Và chúng tôi hiện giờ cũng chưa có ý định thoái vốn tiếp theo ạ. Thế còn câu hỏi về chuỗi Long Châu và mở rộng kinh doanh của chuỗi Long Châu trong lĩnh vực dược phẩm thì không thuộc cái quyền thẩm quyền trả lời của tôi, mà cái này chắc là xin quý cổ đông sẽ hỏi tại đại hội cổ đông của FPT Retail. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn Phương. Xin mời anh Ngọc trả lời câu hỏi là Dương Thị Thu Huế. Xin ban lãnh đạo cho biết mảng gia công của FPT tại thị trường trong nước và nước ngoài cụ thể tỷ trọng như thế nào? Triển vọng mảng gia công kế hoạch của ban lãnh đạo như thế nào? Tỷ lệ gia công trong nước và ngoài nước? Tỷ lệ chính xác phần trăm thì tôi không có được vì đây là những cái mảng thị trường khác nhau. Tuy nhiên nên cần hiểu chữ gia công là bạn, tôi cũng chưa rõ bạn hiểu chữ gia công là thế nào. Vì trong làm phần mềm và làm dịch vụ phần mềm thì nó có rất là nhiều khâu và nhiều loại. Đấy, thì dịch vụ, ví dụ như dịch vụ triển khai cái phần mà bạn gì vừa nói đấy, đến người dân đấy, làm sao mà các cụ ra phường mà cũng tác nghiệp được ấy. Thì đấy là một loại triển khai dịch vụ. Đấy thì nó không còn thường chữ gia công là phải hiểu là có ngồi viết phần mềm, viết coding. Đấy thì tỷ lệ thì tôi đánh giá chủ quan là
Ở trong nước thì chúng tôi làm về giải pháp và dịch vụ nó nhiều. Đó là cái thị trường mà mình nắm tương đối vững về các hoạt động của các doanh nghiệp, của các tổ chức, của chính phủ. Thế còn ở nước ngoài thì đúng là cái tỷ trọng gia công nó nhiều hơn rất là nhiều. Ở đâu đó thì nước ngoài tỷ trọng gia công là phải 80-90%, còn làm giải pháp chỉ còn phần còn lại. Thế ngược lại trong nước thì lại ngược lại là phần tỷ trọng làm gia công thì chỉ độ 20%, còn 80% là chúng tôi làm dịch vụ và làm các giải pháp. Để phân biệt, vì tôi không hiểu rõ là cái chữ gia công mà bạn nêu với ý nghĩa gì, vì trong phần mềm và dịch vụ phần mềm thì nó cũng có rất nhiều khái niệm. Nhưng mà nếu ta hiểu chữ gia công là có làm theo những cái sắp sẵn của khách hàng, gia công đấy mà. Cũng như ta may gia công là người ta thiết kế rồi. Thế mình đi may, mình chỉ làm cái khâu may thôi, chứ mình không làm thiết kế. Thì tỷ trọng giữa hai bên của ở trong nước ngoài nước thì rất khác nhau. Đơn giản là vì trong nước là chúng ta rất hiểu cái hoạt động kinh tế, hoạt động xã hội của các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước. Còn nước ngoài thì ta thường làm theo đơn đặt hàng của người ta, nên tỷ lệ gia công của nước ngoài là rất cao. Đấy là tôi muốn nói lấy cái 80-20 mà người ta hay dùng trong cái việc lập luận, phân chia các cái yếu tố. Thì tôi lấy 80-20 là để nôm na để như vậy. Còn chính xác ra thì phải có một cái thống kê rất là tỉ mỉ. Nhưng mà nôm na thì tôi xin trả lời như vậy. Không biết là đã thỏa mãn cái câu hỏi của bạn chưa? Vâng, có một câu hỏi rất là đặc thù cho FPT là thị trường Nhật Bản tăng trưởng chậm trong những năm qua. Công ty làm gì để giải quyết vấn đề này? Tăng trưởng dự kiến tại thị trường này như thế nào? Thực ra thì các bạn F-Shop ngồi đây là trả lời rất chính xác, nhưng mà thôi, cứ để chủ tịch đoàn trả lời, thế Phương trả lời. Vâng, có hai cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái phần bán hàng của chúng tôi gặp khó khăn ở thị trường Nhật. Do trước đây thì tập quán bán hàng đối với khách hàng Nhật Bản cũng khá là đặc thù. Chúng tôi thường theo mô hình là gặp khách hàng trực tiếp, sau đó thì mời khách hàng sang Việt Nam tham quan các cái cơ sở campus làm phần mềm của chúng tôi tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn. Khách hàng sau khi nhìn thấy những cái cơ sở, những cái cơ ngơi rất là tốt, lực lượng lập trình viên hùng hậu thì sẽ sau đấy sẽ ký hợp đồng. Thì cái mô hình đấy gặp khó khăn trong thời gian Covid, dịch bệnh, cho nên là cũng bị ảnh hưởng khá là lớn. Điểm thứ hai cũng liên quan đến việc là nếu mà các bạn có để ý thì tỷ giá, cái đồng yên, giá trị đồng yên cũng bị giảm giá khá là mạnh, cũng ảnh hưởng đến cái tăng trưởng. Thì trong năm 2022 chúng tôi cũng đặt cái kế hoạch là tăng trưởng trở lại khoảng 20%, trên 20% ở thị trường Nhật. Và với cái mục tiêu này thì cũng được sự support thuận lợi, là tình hình dịch bệnh thì đã cơ bản đã giảm bớt, và chúng tôi cũng có thể trong hy vọng là bắt đầu từ quý 2 sẽ đi lại được nhiều hơn, gặp gỡ khách hàng nhiều hơn. Trong quý 1 thì kết quả kinh doanh tại thị trường Nhật Bản không tính ảnh hưởng của tỷ giá thì chúng tôi vẫn tăng trưởng được 20%. Xin báo cáo với xin trả lời như vậy ạ. Kể thêm một chuyện nhỏ thôi. Thì cái đội ngũ bán hàng của FPT thì có nhiều độ tuổi, nhưng mà vào thời kỳ Covid ấy, thì lại phát huy cái độ tuổi trẻ. Những cái bạn mà thạo những chit chat ấy, lại nó chuyển sang cái giai đoạn là nói chuyện mà lại có khi còn lại nói chuyện nhiều hơn trước. Thì cái và chúng tôi đã thay đổi cấu trúc lực lượng bán hàng, các bạn trẻ lên nhận các nhiệm vụ mới. Thì các cái tuổi cao ấy, thì người ta không quen, cho nên rất khó thiết lập quan hệ thân thiết. Thì đấy cũng là cái câu chuyện lý thú. Câu này cũng vào loại hóc búa đây, của bạn Nguyễn Cương Hoàng. Những năm gần đây, cạnh tranh nhân lực công nghệ cao ngày càng khốc liệt. Các công ty nước ngoài đổ bộ Việt Nam rất nhiều, ví dụ Samsung tuyển dụng rất nhiều kỹ sư, mức lương kỹ sư công nghệ nói chung và lập trình viên nói riêng đều tăng mạnh. FPT có biện pháp gì để đảm bảo giữ đội ngũ của mình ổn định và không bị tăng chi phí lương quá lớn? FPT có định hướng nào khác để giảm bớt phụ thuộc vào nhân lực công nghệ cao? Cách nào để tăng được doanh số lợi nhuận gộp trên mỗi đầu nhân viên hay không? Xin mời Khoa với Ngọc, hai người có comment.
bạn đấy chứ. Thì hiện nay thì báo cáo với các anh chị là cái câu chuyện về cạnh tranh về nguồn nhân lực nó xảy ra không chỉ ở Việt Nam đâu, nó xảy ra toàn cầu. Và thậm chí là có rất nhiều những kỹ sư công nghệ thông tin ở Việt Nam ấy đang nhận việc bằng hình thức online. Các công ty nước ngoài là kết nối liên hệ trực tiếp qua online. Và để làm gì? Thì thứ nhất chúng tôi đang làm một loạt các cái hoạt động. Cái thứ nhất là chúng tôi xây dựng một cái môi trường làm việc tiên phong. Và các anh chị cũng biết, nói do cùng thì cái môi trường tại của Gen Z, đặc biệt là thế hệ Gen Z là rất đặc biệt và rất khác biệt. Thì chúng tôi tạo ra một môi trường. Môi trường ở đấy mà có một cái cơ hội để phát triển về năng lực của bản thân, năng lực của đội nhóm. Bởi vì các anh chị cũng biết rằng cái việc cạnh tranh nguồn lực mà nếu mà đối với các công ty nước ngoài ấy, mà làm việc online ấy, thì công việc nó có thể đến rất nhanh nhưng nó cũng sẽ đến rất mất rất là nhanh. Nó không bền vững. Cái điểm thứ hai nữa là trong công việc thì phải các cái bài toán lớn được giải. Nó vô cùng khó và vô cùng hiếm. Cho nên là cái người mà làm công nghệ họ thường là được tham gia vào những cái bài toán rất lớn, những cái đề án rất lớn. Thì ở FPT chúng tôi còn cái đề án như vậy. Cái nhóm việc thứ ba nữa là chúng tôi đưa ra các cái công thức và các cái chính sách trong nội bộ của FPT. Tất nhiên chúng tôi không thể chia sẻ một cách chi tiết nhưng chúng tôi các anh chị có thể hiểu là chúng tôi làm theo mô hình khoán. Làm càng nhiều thì hưởng càng nhiều và có thể thậm chí hưởng không giới hạn. Nếu mà anh ta có thể làm 100 ngày đêm mà không ngủ vẫn được hưởng và sẽ hơn hẳn những người khác mà làm 8 tiếng một ngày. Và cái điểm cuối cùng nữa là chúng tôi xây dựng những cái chương trình phúc lợi. Có lẽ rằng là FPT là một tập đoàn mà tiên phong trong xây dựng những chương trình phúc lợi không giống như các đơn vị khác ở bên ngoài. Tất nhiên đây là tuyệt kỹ của chúng tôi không chia sẻ được. Và cái điểm cuối cùng là không chỉ chúng tôi ở vai trò giữ người của FPT mà trong thời gian tới chúng tôi đang tiếp tục tuyển dụng cái khối lượng lao động ở các thị trường, ở các nước như là Ấn Độ và Đông Âu. Và đặc biệt khi mà cái chiến tranh về phía Ukraine và Nga nổ ra thì một cơ hội rất lớn cho chúng tôi. Chúng tôi không ở nhà, chúng tôi thủ thế để giữ kho thóc mà chúng tôi vươn mình ra tuyển dụng ở các thị trường như Ấn Độ, bởi vì chúng tôi đã có một cơ hội rất lớn và có rất nhiều hợp đồng để làm mà cần người. Và xa hơn nữa là chúng tôi tin rằng ở một đất nước nhiệt đới có bờ biển đẹp như Việt Nam thì chúng tôi sẽ thu hút được hàng vài vạn người nước ngoài đến Việt Nam làm việc cho FPT của chúng tôi ở đây. Xin mời anh Ngọc ạ. Tôi bổ sung một chút thôi, tức là cái đội ngũ cán bộ công nghệ thì họ rất là đam mê và rất muốn sáng tạo. Thì cái môi trường làm việc của FPT cũng phải đảm bảo là cái môi trường rất sáng tạo. Thứ hai nữa là cái hấp dẫn của công việc, đôi khi là làm mãi một công việc nó có nhàm chán thì chúng tôi cũng phải lưu tâm cái việc luân chuyển các công việc cho những khối cán bộ khác nhau. Đấy, cũng có những bạn làm mãi cho một đề tài, cho một khách hàng thì sau 5 năm, 6 năm người ta cũng bắt đầu có những cái nhàm chán thì chúng tôi cũng phải lưu ý những cái việc đấy để tạo cái thuận lợi cho cái tính hấp dẫn của công việc đến với lại cán bộ công nghệ. Và có một điểm mà cũng nhiều người biết, tức là trong công tác hấp dẫn với người lao động thì văn hóa doanh nghiệp là một điểm quan trọng. Ngoài cái thu nhập bằng thực tế thì cái môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các đồng nghiệp, mối quan hệ giữa nhân viên với lãnh đạo thì đấy là cũng là một cái yếu tố quan trọng để giữ người lao động và hút người lao động. Thì FPT cũng rất là chú trọng và chắc các anh chị cũng hiểu là trong nhiều năm FPT đã cố gắng xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp phù hợp với lại những cán bộ công nghệ và phù hợp với lại những cán bộ mà có cái nhu cầu sáng tạo rất là mạnh. Thì chúng tôi cũng đã phát huy được những cái điểm đó để mà hút nhân lực cán bộ công nghệ cao và giữ cán bộ công nghệ cao. Xin hết ạ. Vâng, xin phép chủ tọa, chúng tôi cũng xin được thông báo đến quý cổ đông đó là thời gian để quý vị có thể bầu cử và biểu quyết thì cũng đã hết. Hệ thống của chúng tôi lúc này cũng đã đóng lại và trong lúc chờ đợi kiểm phiếu thì chúng ta sẽ vẫn có một chút thời gian nữa để chúng ta sẽ tiếp tục với phần thảo luận thứ hai này và xin mời chủ tọa sẽ cùng tiếp tục ạ. Kính chào quý vị đại biểu, kính chào ban lãnh đạo và anh chị em tập đoàn FPT.
Tôi tên là Sơn Tùng, là lập trình viên và là nhà đầu tư tài chính tự do. Trước đây là hơn 10 năm trước đây là cũng nhờ học ở FPT Aptech mới là kiếm được việc làm. Thì tôi cũng có một câu hỏi liên quan tới Metaverse. Trong hơn 10 năm phát triển rực rỡ của ngành điện thoại viễn thông ấy, ngành smartphone, thì vốn hóa thị trường của công ty Samsung là tăng hơn 10 lần, từ 40 tỷ đô lên 400 tỷ đô. Vốn hóa thị trường của FPT hiện tại là khoảng tầm 4 tỷ đô. Thì nhiều người họ đánh giá rất là cao cái cơ hội kinh doanh từ cái ngành blockchain hay là Metaverse, mà thực ra là tôi thấy người ta gọi là Web3 ấy, thì tôi thấy thích cái từ ấy hơn. Ví dụ như là hãng Citigroup họ đánh giá là cái Web3 này thì cái giá trị kinh tế của nó có thể là 13.000 tỷ đô và có thể là 5 tỷ người dùng giống như mạng Internet bây giờ. Và tôi thấy là anh Khoa có chia sẻ là định hướng của FPT là sẽ làm hạ tầng, không làm app. Thì tôi thấy tôi đồng ý quan điểm cái đấy, tại vì là làm app thì nó đòi hỏi rất là sáng tạo và rất là nhanh. Trong khi làm hạ tầng thì đòi hỏi quy vô nguồn vốn. Thì tôi nghĩ là cái hướng này hợp lý. Tôi muốn hỏi chi tiết hơn về cái phần đấy thì là ví dụ như là mạng Internet mà chúng ta đang dùng gọi là mạng Internet 1.0 đi, thì FPT là có FPT Telecom là cung cấp hạ tầng cho Internet 1.0. Thì chúng ta có thể coi blockchain Web3 này là Internet 2.0 và định hướng của FPT là làm hạ tầng cho cái Internet 2.0 đấy. Thì tôi xin hỏi chi tiết là cái hạ tầng, cái protocol mình định làm đấy, nó là layer 1 hay là layer 2? Và cái tạm gọi đấy là cái hạ tầng là sản phẩm đấy, thì kế hoạch go to market của mình như thế nào? Go to market đây tức là khi mà mình làm hạ tầng đấy thì mình phải có thu hút được người dùng, mình phải thu hút được các lập trình viên, thu hút được người ta bỏ tiền vào đấy để giao dịch, tạo ra tài sản, tạo ra NFT trên đấy. Thế thì xin hỏi cái kế hoạch chi tiết của mình về cái đấy như thế nào? Xin cảm ơn. Lúc nãy tôi nói rồi, tức là về chi tiết chúng tôi sẽ không chia sẻ, mà tôi chia sẻ trả lời anh nhanh. Thứ nhất là chúng tôi làm ở layer 1 cho phần hạ tầng. Tuy nhiên tôi muốn nhắc lại là FPT không chỉ làm phần hạ tầng, đấy là riêng phần blockchain. Còn sau này thì các ứng dụng của chúng tôi phát triển ấy, chúng tôi có phát triển về phần ứng dụng. Mà tôi đã chia sẻ thêm một cái là chúng ta làm cái pattern về hạ tầng, về protocol trước cho phần đấy. Rồi tiếp theo nữa là một loạt sắp tới đây các cái khách hàng của FPT, chúng tôi sẽ đưa blockchain và áp dụng cho các khách hàng của FPT trong cái việc mà xác thực người dùng cũng như là các cái tài khoản của họ trong không gian mạng của FPT, đặc biệt là các cái chương trình về loyalty của FPT. Cảm ơn anh. Thật ra tôi chỉ xin bổ sung một chút thôi. Tức là như này, theo tôi thì đây là ý kiến cá nhân của tôi nhé. Tại vì tôi sau một thời gian tìm hiểu, tôi nghĩ là cái cuộc cạnh tranh ở trong layer 1 ấy, 10 năm qua nó đã xác lập vị thế rồi. Nếu mà chúng ta muốn làm kinh doanh trong phần này ấy, thì chúng ta nên làm layer 2. Đấy là xin ý kiến của chúng tôi. Nếu mà có cơ hội thì xin phép được trao đổi thêm với cả anh Khoa về vấn đề này. Rồi, nhất trí. Rất tiếp thu ý kiến của anh. Ban tổ chức cũng đã cập nhật những câu hỏi gửi về máy tính bảng của chủ tọa. Xin mời chủ tọa có thể tiếp tục. Mạng viễn thông tiếp tục tăng trong năm 2021, tăng nhiều hơn so với năm 2020, đặc biệt là quý 3 năm 2021 tăng mạnh. Ban lãnh đạo có thể cho hiểu rõ thêm về những khoản đầu tư tài sản cố định này. Đây là câu hỏi 1. Mời Việt Anh trả lời. Liên quan đến câu hỏi thứ nhất, thì cũng xin chia sẻ với quý vị là trong năm 2021 thì FPT Telecom, đặc biệt là trong nửa sau năm, thì chúng tôi tập trung nhiều cái phần đầu tư liên quan tới mở rộng hạ tầng và đặc biệt là các cái tuyến cáp quang quốc tế để đảm bảo cái lưu lượng băng thông quốc tế phục vụ cho nhu cầu trong cái thời điểm đại dịch. Các anh chị cũng nhớ là nửa sau năm 2021 vừa rồi thì đặc biệt là khu phía Nam thì cái nhu cầu sử dụng băng thông là tăng rất là cao. Thì đây là cái lý do đầu tiên chúng tôi đầu tư rất nhiều vào cái việc mở rộng băng thông quốc tế. Song song thì chúng tôi cũng mở rộng cái quy mô đầu tư về hai mảng, một là các cái phần dự án data center của FPT Telecom và thứ hai là đầu tư vào một số các cái đài trạm hệ thống của chúng tôi để đảm bảo cái tính ổn định của hệ thống. Thì đây là những cái khoản đầu tư cơ bản làm tăng cái phần capex của FTEL trong nửa sau năm 2021 vừa qua. Xin hết ạ. Câu hỏi tiếp theo, Việt Anh trả lời. Tập đoàn có chiến lược gì để cung cấp các hệ thống thanh toán số và phát triển thanh toán số trong chuyển đổi số quốc gia? Vâng ạ. Liên quan đến câu hỏi này thì cũng xin thưa với quý vị cổ đông là trong thời gian vừa qua, FPT Telecom cũng đã được cấp phép và đang xây dựng và phát triển, đã triển khai trong thực tế cái hệ thống trung gian thanh toán có tên là Foxpay.
Đây là một hệ thống ngoài cái chức năng làm cổng thanh toán thì còn có ví điện tử, các chức năng thanh toán khác. Thế thì cái cách tiếp cận của chúng tôi triển khai cái giải pháp này nó hơi khác với cả các ví điện tử ở ngoài thị trường. Chúng tôi không bơm tiền để mà có thể acquire user, mà chúng tôi nhúng cái giải pháp này trong các hệ thống chuyển đổi số chọn gói của FPT cho đối tượng là hộ gia đình hoặc là cho các doanh nghiệp cũng như là cho các cơ quan công quyền chính phủ. Thì với cái cách tiếp cận này thì chúng tôi có thể đảm bảo được toàn bộ cái nền tảng từ cái phần nghiệp vụ cho tới phần thanh toán cho các giải pháp của FPT. Thì đây là cái định hướng mà chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian sắp tới. Xin hết ạ. Xin nhờ Phương trả lời, sau khi loại bỏ các hoạt động không được kinh doanh bởi nhà đầu tư nước ngoài, FPT có kế hoạch mở room không? Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi như sau. Tức là cái thông báo của Ủy ban Chứng khoán là thông báo về các ngành nghề mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh. Thế còn hiện giờ thì chúng ta là tổ chức kinh tế có 49% vốn của nhà đầu tư nước ngoài, tức là được được phép kinh doanh với tỷ lệ sở hữu 49%. FPT hiện giờ thì vướng một số ngành nghề mà chưa thể nới room được quá 49%, như là giấy phép về mạng viễn thông, về báo online, về hoạt động an ninh mạng, cyber security. Đấy cũng là một số các ngành nghề mà chúng ta chưa thể nới room lên được ạ. Xin hết ạ. Bạn Nguyễn Ngọc Ánh có câu hỏi, rất nhiều trường hợp đặc biệt là hệ thống tư thục đều nói về chương trình giáo dục nước ngoài, FPT có gì đặc biệt không? Thế thì nói về giáo dục của FPT, tôi xin chia sẻ mấy điểm. Thứ nhất là rất nhiều trong hệ thống giáo dục Việt Nam ấy, thì rất nhiều chúng ta soạn thảo các cái chương trình sách giáo khoa rồi là rất là tốn kém, rất là lâu. Thì chúng tôi quan niệm khác, thì chúng tôi quan niệm hơi quốc tế một chút, tức là ví dụ như là dạy gì cho kỹ sư công nghệ thông tin thì ở Mỹ nó có gọi là ACM, là một cái chuẩn mực của nước Mỹ. Tức là các bạn dạy thì các bạn tùy, các bạn để dạy đào tạo các cán bộ nghiên cứu khoa học máy tính thì các bạn học những chương trình này. Các bạn để vận hành bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin thì các bạn học những chương trình này. Thì chúng tôi theo cái thực tiễn Việt Nam, chúng tôi dựa vào đó và chúng tôi trên cái khung của ACM mà chúng tôi xác lập là kỹ sư công nghệ thông tin ngành này thì học cái này. Cái thứ hai là sách giáo khoa. Đấy là khung chương trình sách giáo khoa. Sách giáo khoa thì những cái trong cái khung chương trình mà đã có của ACM ấy, thì người ta xếp hạng các chương trình sách giáo khoa của các trường đại học hoặc là các nhà phát triển, thì chúng tôi chọn những cái chương trình nào hay nhất, phù hợp nhất thì chúng tôi mua. Thực ra chúng tôi phải mua cái đến sách giáo khoa thì chúng tôi phải mua bản quyền. Thế còn việc của nhà FPT là gì? Là cung cấp cái kiến thức ấy, cái chương trình ấy cho học viên một cách sáng tạo nhất. Thì chúng tôi thay đổi chủ yếu là cái phần mà cung cấp các cái kiến thức ấy cho học viên. Và EduNext tôi nghĩ rằng là một cái sản phẩm mà bây giờ triển khai rất rộng ở đại học FPT, mà 91% sinh viên FPT là không muốn quay lại học cái công nghệ giáo dục cũ nữa. Thì đấy, chúng tôi đổi mới cái công nghệ giáo dục. Và một quan điểm nữa của chúng tôi khác biệt ấy, là khác biệt mà cái này là nhất quán từ lớp 1 cho đến đại học, trưởng thành, thành công qua trải nghiệm. Học cũng trải nghiệm, đá bóng cũng trải nghiệm, đánh đàn cũng trải nghiệm, học võ cũng trải nghiệm. Tức là chúng tôi làm cho cái sự trưởng thành của từ lớp 1 cho đến lớp 12 chúng tôi là theo tuân thủ, theo cái trải nghiệm xã hội. Mà chúng tôi tin rằng những người mà có trải nghiệm xã hội thì sẽ thành công nhất. Ngoài ông thông minh, ông giỏi giang rồi, các vị để ý những người giỏi nhất trong đại học Harvard mà cũng còn không thành công, chúng ông mẹ giỏi nhất ở Việt Nam. Thế thì thiếu cái phần thiếu ấy là cái vấn đề về kỹ năng xã hội. Thì đấy là những quan điểm lớn của chúng tôi. Và bây giờ muốn nói một câu, đại học FPT khác, hệ thống FPT khác gì các trường khác ấy, là chúng tôi trưởng thành qua trải nghiệm từ lớp 1 cho đến sau đại học, cho đến tiến sĩ là theo một kiểu. Vâng. Hội trường là hỏi tiếp đi.
tôi già trên mạng thì cũng năn gần hết. Mình xin mời nhau kể ở đầu bàn ấy. Alo. Vâng, xin kính chào đại hội. Tôi là Bình, tôi cổ đông cá nhân nhỏ lẻ. Trước tiên là tôi cũng xin chúc mừng cái mảng kinh doanh chính của FPT mình là về công nghệ viễn thông là có kết quả kinh doanh là khá tốt trong năm vừa qua. Thì nhưng mà cái phần này thì tôi lại là ngoại đạo, nhưng mà tôi đọc trong cái báo cáo thường niên ấy của công ty mình thì là có cái mảng là kinh doanh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư FPT và công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản FPT, thì hai cái công ty trách nhiệm hữu hạn này thì chắc là cũng không có được tham dự đại hội cổ đông nên không hỏi được. Thì hôm nay ở đây là tôi cũng xin có cái ý kiến liên quan đến cái hai cái mảng ngách này của FPT mình. Thì trước khi thì xin có ý kiến đề xuất thì cũng xin trích dẫn ra một cái câu chuyện như thế này. Thì chúng ta ở đây là nếu mà ai là người tín đồ của các tác phẩm văn học kinh điển của thế giới thì thông qua các công cụ truyền thông và tuyên truyền của Đảng Nhà nước thì chúng ta đều biết đến tác phẩm ví dụ như là Thủy Hử. Đấy, một tác phẩm Thủy Hử. Trong tác phẩm Thủy Hử thì tôi xin ý kiến này, thì trong ý kiến của tôi thì nếu mà có buồn ngủ, đại hội có buồn ngủ hay là có giật mình thì cũng xin để tôi nói hết, xong thì khoảng chỉ 5 phút thôi. Vâng. Thì trong Thủy Hử, tác phẩm Thủy Hử thì có một cái địa điểm nổi bật và bối cảnh nổi bật nhất là cái địa danh Lương Sơn Bạc. Lương Sơn Bạc ở trong Thủy Hử thì là nó là một cái điểm mà hội tụ của các anh hùng trước khi được triều an, trước khi được triều đình triều an. Thì cũng rất tình cờ là ở Quốc Oai tôi, huyện Quốc Oai, cạnh Quốc Oai tôi có một cái địa danh cũng có tên là Lương Sơn. Thì cũng mong là đại hội là các cổ đông là cũng sớm có dịp về thăm thì tôi sẽ dẫn lên Lương Sơn cái địa danh đấy và chúng ta sẽ xin Đảng và Nhà nước một cái mảnh đất để làm một cái đầm nước. Và cũng ở đấy là cũng sẽ hội tụ được các anh hùng và các nói chung là các tù nhân có những cái hoàn cảnh xã hội đặc biệt. Để nhưng mà trước khi về đấy thì phải xin triều an với Đảng Nhà nước trước, chứ ở Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử thì là sau khi triều an thì trước khi triều an thì mới về đấy. Xin anh xin lỗi anh ạ, vì anh rất mình có rất nhiều người online đang đợi. Vâng. rất trân trọng những ý kiến của anh, nhưng mà có lẽ hội trường đấy các anh cũng đang ở phía sau rất là nhiều. Thế rất xin lỗi anh, thì nếu mà anh được thì anh có thể ghi bằng văn bản thì tôi sẽ trả lời bằng văn bản. Hôm nay thì cũng rất cái quỹ thời gian của chúng ta dành cho phần cũng đi theo anh Bình mấy chú Ngọc một thời gian rồi, cũng ở đây là cũng quen biết thì cũng rất bằng rất okay. Nhiều các kênh anh em ta sẽ trao đổi tiếp sau đây vì rất là trân trọng nhận ý kiến. Ok, ở đây đã có bao nhiêu 1841 anh hùng rồi, chứ không phải Lương Sơn Bạc đâu, đại cổ đông tham gia trực tuyến. Ok, xin mời câu hỏi tiếp theo. Còn bao nhiêu thời gian nữa cho ba câu hỏi cuối đấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Dạ công bố kết quả. Vâng ạ, xin mời. Vâng, có những cánh tay ở phía dưới kia ạ. Cho tôi hỏi một câu là về cái mảng chuyển đổi số mà chúng ta đang làm việc rất tích cực với cả các cái tỉnh của chúng ta, thì tôi hình dung là cái mảng này sẽ được ghi nhận vào trong cái gọi là công nghệ thông tin trong nước. Thế thì cái mảng này của chúng ta trong thời gian tới thì chúng ta kỳ vọng là cái mức tăng trưởng doanh thu nó sẽ khoảng bao nhiêu phần trăm và cái biên lợi nhuận của nó so với cả trước đây chúng ta làm thì như nào? Tôi hiểu rằng là cái mảng này chúng ta bây giờ làm nhiều khía cạnh là consulting hơn là ngày trước làm về ví dụ như là hardware. Thế thì cái kỳ vọng về biên lợi nhuận của chúng ta ổn định được trong vài năm tới nó như nào? Xin cảm ơn. Mỗi người cho đánh giá nhỉ? Tôi thì trực tiếp và tất cả lãnh đạo FPT đều tham dự. Thứ nhất ấy, không phải là nội địa đâu nhá. Khi mà về các địa phương ấy, là tất cả các đơn vị FPT đều về cùng. Nói chuyển đổi số là
giáo dục đào tạo, viễn thông, bán lẻ, Long Châu, rồi là FTL, rồi FIS, rồi FSOP là đi hết. Đi hết. Và có muôn vàn cái đề án chuyển đổi số ở các địa phương. Thế bây giờ nói đến quy mô, thì Bộ Thông tin Truyền thông và một số địa phương chấp nhận là 1% ngân sách của địa phương sẽ dành cho chuyển đổi số trong 5 năm tới, hàng năm. Thế thì nói là tỷ phần của FPT là bao nhiêu? Thì tỷ phần của FPT trong cái 1% đó thì là chúng tôi hiện nay là vì chúng tôi cũng khởi động cái này bắt đầu từ giữa năm ngoái. Thì chỗ cao ấy, thì nó lên 50%, mà chỗ thấp thì nó xung quanh con số 10%. Nhưng mà chúng tôi là làm là chuyển đổi số, nói ví dụ như là những sản phẩm như là Data Lake, trung tâm dữ liệu tập trung, tích hợp, đấy, thì chúng tôi làm cái, rồi như là chỉ huy chống dịch, đấy, chúng ta làm chuyện đấy. Thì và còn rất nhiều cái chuyện để sẽ phải làm trong 5 năm tới. Thì nói chung là con số tôi bảo là nói chung cái thị trường này là các địa phương nó chia cho 3 đơn vị. Một là Viettel, hai là VNPT, mà thông thường là những sản phẩm ở cái mảng gọi là chính quyền điện tử. Còn các cái mảng mới thì là của FPT. Nhưng FPT không giới hạn bởi các cái kiểu chính quyền điện tử ấy, mà chúng tôi có chương trình 7 cái chương trình, từ đào tạo cho đến truyền thông là có chương trình, và các địa phương cũng chi. Cho nên là nó rất là phức tạp. Bây giờ dự báo thì đại khái ước tính thì có thể ước tính bằng những con số như vậy. Nhưng mà hiện nay là chắc là năm nay nó bắt đầu mới thực sự là khởi động mạnh, và năm sau thì là rất là rõ. Không biết là Khoa có thêm Phương có... Cũng chia sẻ với các anh là trong chuyển đổi số các địa phương ấy, thì tập trung 3 cái hướng. Một là chính quyền số, hai là kinh tế số, ba là xã hội số. Thế thì anh Bình cũng nói, tức là có thể cái phần chính phủ điện tử trước ấy, thì các anh kia rất mạnh, mà về chính phủ số thì nó rất là khác. Thì FPT có những cái thế mạnh đấy. Thứ nhất là cái câu chuyện là tập trung khai thác và xử lý dữ liệu. Các anh chị cũng biết rằng là hiện nay những cái dữ liệu mà phi cấu trúc nó mới là cái dữ liệu quan trọng, mà nó nằm ở tất cả các cái sở ban ngành. Cái điểm mạnh thứ hai nữa là ở các tỉnh thì họ đang đất địa phương, và đặc biệt các doanh nghiệp muốn đẩy cái kinh tế số, bản chất là các doanh nghiệp phải tham dự được vào. Thì đây là cái sân của FPT từ trước đến nay. Và cái tỷ trọng phần cứng ấy, cũng chia sẻ với anh rằng là tỷ trọng phần cứng gần như bây giờ nó không còn ở trong những cái hợp đồng này nữa, bởi vì họ đã đưa múp lên hết trên cloud rồi, không còn những hợp đồng mà để bán phần cứng. Mà bây giờ cũng chia sẻ với anh chị thôi, bây giờ đặt hàng một cái server ấy thì hơn một năm sau người ta mới giao cho mình. Thế đấy là cái cơ hội mà các cái nền tảng về cloud đang phát triển đấy. Thì cho nên là anh Bình cũng đã nói về cái biên rồi. Thế nhưng mà do cái chuyển đổi số nó có rất nhiều những cái hạng mục và rất nhiều những cái đầu việc khác nhau, nên cái biên này nó chạy. Nó sẽ liên tục. Vâng, em hết ạ. Ok, hai câu hỏi cuối nữa. Có câu hỏi của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF. Chương trình chuyển đổi kỹ sư của FPT có thành công không? FPT có thể đề xuất các trường đại học tăng số lượng tuyển sinh ngành công nghệ thông tin không? Thì câu trả lời là thế này, chúng tôi cũng rất muốn nhưng mà không dễ, cho nên là bảo chuyển đổi kỹ sư học hóa, học lý, học chế tạo máy sang làm công nghệ thông tin thì đấy là ý tưởng. Thì có đề xuất, và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng rất là ủng hộ, rồi cũng làm việc với các trường, nhưng mà sinh viên người ta cũng chẳng chuyển, thực tiễn nó như vậy. Còn tôi nghĩ rằng là người ta ra ngoài xong người ta cũng rất nhanh chóng là làm được phần mềm. Thế cũng là chuyện lạ. Tức là kỹ sư nhà mình học đằng làm nẻo thì cũng là bình thường thôi, chúng tôi cũng thế. Học đằng làm nẻo cũng không sao cả. Thế còn đề xuất thì là thực sự là chúng tôi đã từng đề xuất với chính phủ, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã ra được nghị quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tức là gì? Thông thường là kỹ sư muốn dạy thì anh phải có bao nhiêu thạc sĩ công nghệ thông tin mới được dạy một anh sinh viên. Thì riêng trong ngành công nghệ thông tin là Phó Thủ tướng Vũ Đam đã chỉ đạo và đã đồng ý, tức là lấy người làm trong ngành công nghệ thông tin 5 năm thì tương đương thạc sĩ dạy thoải mái. Thế nhưng mà
rồi nó cũng không chạy lắm. Thành ra là cái vấn đề về nguồn đào tạo nguồn nhân lực là vẫn là vấn đề lớn, và chúng tôi đang hy vọng vào cái đào tạo cao đẳng á, sẽ phát huy. Tức là cái chương trình 9 cộng 4 của chúng tôi đấy, mà vừa rồi báo nó kêu nhiều lắm ấy, mà họ nói tại sao lại đấy gọi cao đẳng trong khi mà đào tạo là phổ thông. Thì thực ra cái chương trình 9 cộng 4 là chúng tôi đầy hy vọng là sau khi hết lớp 9 là học tiếp, và trong cái học tiếp này đã lai tạo ngay công việc. Mà tôi tin là khi tốt nghiệp là nó cũng chẳng thua gì về trình độ, cũng tin chẳng thua gì đại học. Thế nhưng mà xin lỗi ông chí là trong bao nhiêu ngày, mấy ngày gần đây để tôi liên tục gọi để hỏi, không bao giờ số có một ai ở cái số đó lẻ đó 46496. Tôi vẫn nhớ nhìn phải gọi đến mấy chục lần cái số 46496. Không bao giờ có một ai nhấc máy để hỗ trợ cổ đông. Đấy, thì như vậy tổng đài đã là có vấn đề, xong đến cái máy lẻ cũng như vậy, là tôi thấy là vấn đề nhỏ nhưng lại khá lớn đấy. Vâng, nên các ông chí phải xem lại. Vâng, xin hết. Vâng, cảm ơn. Chúng tôi cũng tiếp thu ý kiến phê bình của quý cổ đông, nhưng mà cũng xin chia sẻ, tức là đầu tiên chúng ta phải chuyển đổi số cho chính chúng ta. Tức là từ nay trở đi không giấy tờ, không thư từ gì nữa, không phức tạp, ta điện tử hết. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà bù lại thì chúng tôi sẽ rất nhiều các phương tiện hỗ trợ điện tử. Tôi nói ví dụ quận 7 đó, người ta nói là thủ tướng đi mà các anh nhìn thấy trên truyền hình ấy là gọi điện là không ai nhấc máy cả. Tổng đài không nhấc máy vì nó quá nhiều, làm sao mà nhấc ai nhấc máy được. Thì chúng tôi đã đặt con bot lên và tất cả đều nhận được tin và đều trả lời hết. Từ nay trở đi chúng tôi cũng xin làm con bot, anh gọi là lúc nào cũng trả lời, bảo nửa đêm nó cũng trả lời thoải mái luôn. Từ nay đi chuyển đổi số luôn cho chính chúng ta. Xin chàng vỗ tay cho cái tiến triển của đi đầu tiên phong trong công nghệ của nhà mình. Hôm nay đó là cũng là demo công nghệ hiện đại nhất về về họp cổ đông đó, là coi như là tất cả các loại công nghệ là tự động hóa rồi, chẳng còn ai kiểm phiếu ngoài kia nữa. Cứ mã miếc là coi như là blockchain sau này. Tại vì ok, có một số sai sót, tôi xin lỗi luôn. Tôi xin lỗi luôn là có một số sai sót và chúng tôi thực ra đã phát triển trước rồi. Là thứ nhất á, là chúng tôi địa chỉ là chúng tôi lấy của cái danh sách lưu ký của nhà nước, mà đấy mới gọi là thông tin chính thức. Thì các vị thay cả email, các vị thay cả telephone, chúng tôi chịu. Cho nên là bây giờ chúng tôi phải tất nhiên là rồi sẽ giải công nghệ thôi, chẳng phải sẽ công nghệ là sẽ giải, chắc chắn là sẽ giải được. Xin lỗi là vì cái lần đầu tiên chúng ta chuyển sang điện tử và chúng ta gặp rằng là telephone này, email này, địa chỉ này là thay đổi. Mặc dù là chính thức trên cái trung tâm lưu ký là số khác. Thì chúng ta sẽ... Dạ vâng, định vậy ạ. Vâng. Công ty không giấy, nó phải oách. Paperless. Không, tổng đài thì chưa đặt con bot vào phục vụ cổ đông. Sẽ là một bài toán để phục vụ cổ đông. Và chắc mà việc anh nói FPT đang bán sản phẩm này đây, là tự động hóa quản lý đại hội cổ đông. Đây, hôm nay chúng ta thực ra làm là như vậy. Thế rồi, nhưng mà cái đề xuất của anh là sẽ nâng cao cái chức năng ấy để làm tốt hơn. Vâng, cảm ơn, rất cảm ơn anh.
Vâng ạ, xin được cảm ơn các câu hỏi từ phía quý cổ đông và cả những ý kiến đóng góp rất quý báu dành đến cho FPT. Và xin được cảm ơn Chủ tịch đoàn cũng đã giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc từ quý cổ đông. Hy vọng rằng là qua phần thảo luận vừa rồi, quý cổ đông cũng đã hiểu rõ hơn được về hoạt động của FPT cũng như những định hướng chiến lược phát triển ở trong giai đoạn tới. Trước khi đến với phần công bố kết quả kiểm phiếu, xin quý cổ đông dành ít phút để điền phiếu đánh giá và góp ý để ban tổ chức có thể tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cho các lần tổ chức sau. Đường link sẽ được gửi trong cửa sổ chat ở trên hệ thống đối với quý vị cổ đông tham dự trực tuyến. Còn với quý vị cổ đông đang ở hội trường thì xin quý vị vui lòng quét mã QR để đánh giá giúp ban tổ chức. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Hữu Chiến, trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị cổ đông, thay mặt cho ban kiểm phiếu thì tôi xin đọc biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần FPT năm 2022. Tôi xin phép đọc tóm tắt nội dung biên bản kiểm phiếu, còn chi tiết thì xin mời quý vị xem ở trên màn hình giúp tôi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, biên bản kiểm phiếu. Hôm nay hồi 16 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2022 tại tòa nhà FPT Tower số 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm: thứ nhất là trưởng ban kiểm phiếu Hoàng Hữu Chiến, tôi. Hai là thành viên ban kiểm phiếu Trần Khương. Thứ ba, thành viên ban kiểm phiếu là ông Hoàng Ngọc Bích. Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại đại hội cổ đông công ty cổ phần FPT năm 2022. Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp, trực tuyến và bỏ phiếu điện tử là 1.926 cổ đông, đại diện cho 618.807.455 cổ phần, chiếm 68,18% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần FPT. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau. Tổng số phiếu thu được là 1.173, đại diện cho hơn 600 triệu cổ phần, chiếm 97,015% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Tổng số phiếu không thu được là 753, đại diện cho hơn 18 triệu cổ phần, chiếm 2,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Kết quả chi tiết cho từng nội dung như sau. Nội dung thứ nhất, tổng số phiếu tán thành là 1.156, đại diện cho hơn 600 triệu cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bỏ phiếu. Tổng số phiếu không tán thành là 2, đại diện cho 8.620 cổ phần, chiếm 0,014% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bỏ phiếu. Như vậy, nội dung thứ nhất đã được thông qua. Nội dung thứ hai, tổng số phiếu tán thành là 1.154, đại diện cho hơn 586.859.000 cổ phần, chiếm 97,74% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bỏ phiếu. Số cổ phiếu không tán thành là 5, đại diện cho hơn 13 triệu cổ phần, chiếm 2,24% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bỏ phiếu. Như vậy là nội dung thứ hai được thông qua. Nội dung thứ ba, tổng số phiếu tán thành là 1.154, đại diện cho hơn 600 triệu cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bỏ phiếu. Tổng số phiếu không tán thành là 3, đại diện cho 17.700 cổ phần, chiếm 0,0029% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bỏ phiếu. Như vậy, nội dung thứ ba được thông qua. Nội dung thứ tư, tổng số phiếu tán thành là 1.163, đại diện cho hơn 600 triệu cổ phần, chiếm 99,99%. Tổng số phiếu không tán thành là 2, đại diện cho 9.280 cổ phần, chiếm 0,0015% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bỏ phiếu. Như vậy, nội dung thứ tư được thông qua. Nội dung thứ năm, tổng số phiếu tán thành là 1.119, đại diện cho hơn 560.800.000 cổ phần, chiếm 93,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bỏ phiếu. Tổng số phiếu không tán thành là 25, đại diện cho hơn 16.700.000 cổ phần, chiếm 2,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bỏ phiếu. Như vậy, nội dung thứ 5 đã được thông qua. Nội dung thứ 6, tổng số phiếu tán thành là 1.148, đại diện cho hơn 600 triệu cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bỏ phiếu. Tổng số phiếu không tán thành là 7, đại diện cho 21.410 cổ phần, chiếm 0,0036% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bỏ phiếu. Như vậy, nội dung thứ 6 đã được thông qua. Nội dung thứ 7,
kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 và 2027. Thứ nhất là kết quả bầu Hội đồng Quản trị. Tổng số phiếu thu về là 1.163, đại diện cho hơn 596 triệu cổ phần, tương ứng với 4 tỷ 173, hơn 4 tỷ 173 triệu số phiếu bầu. Tổng số phiếu hợp lệ là 1.163, đại diện cho 596 triệu cổ phần. Số phiếu không hợp lệ là 0. Kết quả cho từng đại biểu như sau. Thứ nhất là ông Trương Gia Bình, số phiếu bầu là 719.760.445 phiếu, chiếm 120% tổng số phiếu bầu Ông Bùi Quang Ngọc là 545 triệu, chiếm 91,4% số phiếu bầu. Ông Đỗ Cao Bảo 527 triệu, chiếm 88,4%. Ông Giang Sạc 503 triệu, chiếm 84,4%. Ông Hampaper Binot được 542 triệu 447 nghìn, chiếm 90,9%. Ông Hiroshi được 505 triệu 299 nghìn, chiếm 84,75%. Bà Trần Thị Hồng Lĩnh được 698 triệu 841 nghìn, chiếm 117%. Như vậy, danh sách ứng trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 7 thành viên như ở trên màn hình các vị thấy. Kết quả bầu Ban Kiểm soát, tổng số phiếu thu về là 1.205, đại diện cho 605 nghìn số cổ phần, tương ứng với 1 tỷ 810 triệu số phiếu bầu. Số phiếu hợp lệ là 1.205, số phiếu không hợp lệ là 0. Kết quả bầu cho từng thành viên như sau. Một là ông Nguyễn Việt Thắng, số phiếu bầu là 1.215, đại diện cho 590.689.000 cổ phần, phiếu bầu, chiếm 97,85%. Hai là ông Nguyễn Khải Hoàn, số phiếu bầu là 1.215, đại diện cho 586,8 triệu cổ phần, chiếm 97,22%. Bà Dương Thùy Dương, số phiếu bầu là 1.215, đại diện cho 558.893.000 phiếu bầu, chiếm 92,58%. Như vậy là danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 và 2027 là gồm 3 thành viên như là trên màn hình. Biên bản được lập vào lúc 16 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2022 đã được thông qua trước Đại hội Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2022. Tôi xin hết. Vâng, xin cảm ơn ông Hoàng Hữu Chiến và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Chủ tịch đoàn. Và sau đây thì xin mời các thành viên ở trong Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới sẽ nán lại sân khấu để có thể chính thức ra mắt quý cổ đông ạ. Và sau đây chúng tôi cũng xin được chúc mừng và trân trọng giới thiệu Hội đồng Quản trị Công ty FPT nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Trương Gia Bình, ông Bùi Quang Ngọc, ông Đỗ Cao Bảo, ông Jean-Charles Bellion, ông Hiroshi Yokosuka, ông Hampapur Rangador Pinot, bà Trần Thị Hồng Lĩnh. Và xin chúc mừng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, ông Nguyễn Việt Thắng, ông Nguyễn Khải Hoàn, bà Dương Thùy Dương. Và sau đây xin mời Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để ra mắt đại hội. Vâng, và xin mời các quý cổ đông, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới của FPT nhiệm kỳ 2022-2027. Tôi hô tim thì các bạn lấy tay phải để lên tim, và sau đó tôi hô lễ thì chúng ta cúi xuống chào cảm ơn cái sự tin cậy của các quý cổ đông. Xong nhá, tim lễ. Vâng, và thưa quý vị, đó chính là các thành viên của Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Hy vọng rằng là với sự dẫn dắt, lãnh đạo và quản lý của họ, FPT sẽ ngày một phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Vâng, xin được cảm ơn các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Vâng, kính thưa quý cổ đông, sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với hai thành viên mới của Hội đồng Quản trị đang tham gia trực tuyến và muốn gửi lời đến đại hội, những cái lời chia sẻ trong đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên, xin được kết nối với ông Hiroshi Yokosuka.
横塚博と申します。 FPTの新しい取締役としてよろしくお願いいたします。 この2つのキャリアを生かして FPTがこれからますます発展していけるように 微力ではございますが貢献をしてまいりたいというふうに考えております。 FPTがより多くの国々でより多くの価値を創造していけるように ぜひ貢献してまいりたいというふうに考えております。 株主の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Hiroshi Yokosuka. Và ông vừa chia sẻ rằng ông đã đảm nhiệm vị trí CIO tại công ty bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản Tokyo Marine and Nichido Fire Insurance, sau đó là chủ tịch của Hiệp hội Công nghiệp Dịch vụ Thông tin Nhật Bản. Vì vậy ông rất hy vọng với những kinh nghiệm đó thì ông có thể cống hiến để FPT phát triển mạnh mẽ hơn nữa, và mong muốn cùng với các cổ đông giúp FPT phát triển rộng khắp ở nhiều nước trên thế giới. Và một lần nữa hãy dành cho ông Hiroshi Yokosuka một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Vâng, và đại diện thứ hai, chúng tôi xin được kết nối với ông Hampapur Rangador Binert, một trong những người đầu tiên gia nhập Infosys, công ty công nghệ thông tin Ấn Độ đứng thứ tư trên thế giới ạ. Hello, ladies and gentlemen. My name is Binod Hampapur. As a member of the board of FPT Corporation, I will strive very hard as part of the corporate governance at FPT Corporation. Strive very hard to keep the highest standards of corporate governance, keeping all the five stakeholders in mind in every transaction. The five stakeholders being customers, employees, investors, vendor partners, and governments and society at large. Thank you very much. Looking forward to the wonderful opportunity. Vâng, xin cảm ơn ông Hampapur Rangador Binert, và ông đã chia sẻ rằng ông sẽ nỗ lực để đảm bảo quản trị doanh nghiệp ở tiêu chuẩn cao nhất, đồng thời mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư, đối tác và chính quyền địa phương. Và đây cũng là cơ hội tuyệt vời để ông cống hiến cho những bứt phá của FPT trong hành trình sắp tới. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn các thành viên của Hội đồng Quản trị, và sau đây xin được trân trọng kính mời ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT sẽ lên đọc nghị quyết đại hội. Xin trân trọng kính mời. Alo, thay mặt Chủ tịch đoàn, tôi xin đọc dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần FPT. Quyết nghị điều 1, phê duyệt các nội dung sau: báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021, định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2024, 3, kế hoạch kinh doanh 2022, cụ thể về doanh thu tăng trưởng 19% và lợi nhuận tăng trưởng 20,2%. Chi tiết các bạn có thể theo dõi trên màn hình. 4. Ngân sách thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022, lương cho các thành viên điều hành 10,76 tỷ đồng, thưởng cho các thành viên điều hành không quá 0,49% trên tổng lợi nhuận trước thuế của tập đoàn, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành 6 tỷ đồng. Điều 2, phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, thông tin chi tiết xem tại website fpt.com.vn nhà đầu tư công bố thông tin. Điều 3, phê duyệt báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 là 1 tỷ 423 triệu đồng. Điều 4, phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 2021 và chính sách chi trả cổ tức năm 2022 là như sau: phương án trả cổ tức bằng tiền mặt 2021, mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2021 20%, 2.000 đồng trên một cổ phiếu, trong đó đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2021, trả 10% còn lại sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời gian dự kiến trước khi kết thúc quý 3 2022. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 20%, 5 cổ phiếu cũ có thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ. Phương án xử lý cổ phần lẻ như thông lệ. Thời gian sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cùng với thời gian với việc trả cổ phần còn lại của cổ đông của cổ tức 2021 bằng tiền mặt.
chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2022, tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20%. Hội đồng quản trị căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm, cũng như các vấn đề liên quan khác đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty. Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2022 sẽ được Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023 quyết định. Điều 5. Phê duyệt đề xuất lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán Big Four thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty gồm công ty KPMG, công ty Deloitte, công ty PwC, công ty Ernst & Young Việt Nam và ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể. Điều 6. Phê duyệt sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh như đã được trình bày tại đại hội. Điều 7. Thông qua danh sách trúng cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau. Danh sách trúng cử của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 7 thành viên: ông Trương Gia Bình, ông Bùi Quang Ngọc, ông Đỗ Cao Bảo, bà Trần Thị Hồng Lĩnh, ông Jean-Jacques Bellio, ông Hiroshi Yokosuka, ông Hampapua Rangado Binot. Danh sách trúng cử ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Khải Hoàn, ông Nguyễn Việt Thắng, bà Dương Thùy Dương. Tôi đã đọc dự thảo nguyên văn cái dự thảo nghị quyết, xin phép chuyển sang việc đại hội thông qua nghị quyết. Nếu đại hội nhất trí thông qua toàn văn nội dung nghị quyết, xin cho một tràng vỗ tay ạ. Vâng, xin cảm ơn các quý cổ đông. Vâng, xin cảm ơn ông Bùi Quang Ngọc. Và như vậy là nghị quyết đại hội đã được thông qua.